có ai tham gia cuộc thi này không? Tất cả đều được chào đón. Ngoại trừ cậu. Tránh ra giùm đê. Ghê. Wow, thế này mới đúng chứ. Xe ai vậy kìa? Đừng có lo, thưa cô, tôi sẽ ở ngay cạnh. Đến rồi ạ, bước cẩn thận. Đi gì mà lâu dữ dội. Rất hân hạnh nếu cô cầm tờ rơi này. Lượn đi. Cái gì đấy? Lời mời đến cuộc thi vẽ sao? Không. Sao trên đời này lại có gió cơ chứ? Chẳng có gì trong này cả. Gì đây? Một cuộc thi vẽ à? Cảm ơn, đưa cho tôi. Xem cậu đã làm gì rồi này. Có vẻ cả hai sẽ đều tham gia. Ok, các bạn đã sẵn sàng vẽ chưa nào? Ta hãy khởi động bằng cầu vồng nhé. Cầu vồng hả? Khởi động cũng thú vị đấy. Đúng rồi, túi đồ của mình cuối cùng cũng hữu ích. Xem nào. Chào anh bạn nhỏ. Không. Bé ngoan. Đúng thứ mình đang tìm rồi này. Sẵn sàng cho phép màu chưa? Hãy xem các màu sơn này biến thành cầu vồng nhé. Chỉ cần bóp vài đốm ra đây. Đó. Xong. Chạm, gần xong. Đẹp, bắt tay vào việc thôi nào. Nhìn đã mắt chưa nào bà con ơi? Người ta gọi là có gì dùng nấy đấy mọi người. Đó. Hơi bị bẩn đấy nhở. Giờ thì bóc băng dính ra. Chẳng gì bằng đường thẳng gọn gàng. Chà, ba đường thẳng luôn nhé. Xong. Cảm ơn đã giúp. Trông rất ấn tượng phải không nào? Thì thấy cũng tạm. Tớ đã có cái này. Xin chào. Chẳng lẽ việc gì cũng đến tay tôi? Đẹp quá nè. Phán. Tớ cần không gian để sáng tạo. Thú vị đấy. Hiển nhiên rồi. Mọi người hãy xem mà học hỏi. Các viên đá nhỏ và bi nhiều màu thật đẹp. Cứ đợi mà xem bước tiếp theo. Đó, đôi khi tớ cũng tự tay làm. Và khi đã giã xong, bạn sẽ có cát cầu vồng lộng lẫy. Xem màu sắc rực rỡ này. Ta-da! Nói thật là tớ thấy rất đẹp đó nha. Nhưng tớ vẫn còn chưa xong đâu. Trông giống như anh bạn cầu vồng đang nhảy. Biến cầu vồng thành người cũng hay đấy chứ. Chà. Cả hai đều rất đặc sắc. Nghĩa là cả hai đều thắng cuộc. Cũng được. Anh ấy không định giao thử thách cho chúng ta. Thiết bị, hiểu chưa? Thiết bị á? Vào việc ngay. Mình biết đúng người cần. Đây rồi này. Dễ thương quá ha. Nhưng mình có thể chỉnh sửa một chút. Tốt lắm. Giờ thì bắt tay vào việc nào. Và bắt đầu. Được, sẽ làm. Mình có bị hoa mắt không vậy trời? Chuẩn, nó rất tuyệt vời, tớ biết. Giờ thì vẽ đi nào máy nhỏ. Nhưng vì họa sĩ nào cũng cần cảm hứng. Hãy xem hình ảnh này. Mi có thể vẽ một chú mèo con không? Không thành vấn đề. Bạn luôn có thể tin tưởng máy này để vẽ hình tròn hoàn hảo. Bạn đã nhận ra ai chưa? Chờ nó một chút thôi, chúng ta sẽ thấy. Hãy nhìn cái đường thật thẳng thớm này. Gì vậy trời? Tôi không đồng ý. Robot thực sự có thể tạo ra tiệt tác không? Có vẻ thế. Có vẻ xong rồi này. Ta chẳng cần phải nói. Đỉnh của chóp, thấy không? Chà, thích trời thì trụy chiều. Tớ chỉ cần hình dạng chuẩn thôi. Để xem nào.
Chỉ cần lắp ráp một xíu thôi và xong. Chỉ cần một miếng nhựa và một bức ảnh trên điện thoại của bạn. Và phuh, bạn có thể tô theo. Khá là sáng tạo phải không? Nhanh nhẹn tháo vát luôn được việc mà. Gần xong rồi. Một chú gấu trúc dễ thương nè. Cưng ghê. Eo ơi, vậy ai thắng? Vì lý do hiển nhiên, Naomi. Không đời nào. Hóa ra sáng tạo mới là con đường đúng đắn. Robot dở hơi, mi phải thuộc về thùng rác mới đúng, có nghe chưa? Không, cô mới ở thùng rác. Hả? Mi vẽ cho ta hả? Thế này có gì đáng cười cơ chứ? Hôm nay công nghệ làm mình thất vọng. Chà, giờ sao đây? Xin chào đảng ấy. Tất nhiên rồi, vòng tiếp theo là gấp giấy. Phew. Gấp giấy ạ? Được thôi. May mà lúc nào tớ cũng mang theo giấy. Đùa thôi, quản gia đưa cho tớ đấy. Tớ muốn loại giấy đáng giá gì đó cơ. Và vàng còn đỉnh hơn nữa. Đây rồi nè. Wow, vàng thật à. Bắt tay vào việc thôi. Được rồi, tới đâu hay tới đó. Không khí đang nóng lên từng giây. Wow, thìa biến thành vàng. Nhưng sao dừng lại ở đó? Vào luôn đi. Má ơi. Chuẩn, hiệu quả trên cả mong đợi. Tuyệt vời luôn. Cô Betsy, cảm ơn đầu bếp. Thế không công bằng. Không biết mình có tờ giấy nào ở đây không. Không phải vàng, nhưng không sao. Sẵn sàng xem phép màu chưa? Yes. Tờ giấy nhăn dã man còn ngàn. Hài hước quá nhở. Đúng rồi. Nhưng mình có thể xoay chuyển tình thế. Không giữ bản là quá lâu một chỗ. Tốt như mới. Mặc kệ cậu. Tớ còn nhiều chuyện khác phải lo. Chỉ cần gấp cẩn thận vài lần và bạn sẽ không đoán được có gì tiếp theo đâu. Giờ thì gấp ra ngoài như thế này. Trông khá lạ, nhưng cuối cùng bạn sẽ hiểu thôi. Bạn đã nhận ra chưa? Đây chính là cô gái xinh đẹp nhất quả đất. Hả? Nhưng hãy kiên nhẫn nhé. Tớ sẽ vẽ thêm vài đường ở đây. Giờ thì vẽ tương tự ở bên kia. Lại gập phần giấy xuống và vẽ vào chỗ trống. Đó, xong rồi. Có thế thôi hả? Tô màu nào. Giờ cô ấy sẽ múa, thấy không? Động tác chân tay thật uyển chuyển. Ha! Thế thì tớ không đọ nổi rồi. Hoặc là có. Chỉ cần gấp một đường ở trên và một lần nữa theo chiều ngược lại. Và tiếp tục xuống tít dưới. Sau đó vẽ một đường thẳng ở đây. Rồi vẽ đường thẳng xuống đây. Sau đó vẽ nốt một đường cho vuông vức. Các bạn đã đoán được chưa? Và trong này vẽ một chú thỏ nhỏ. Dễ cưng quá đi mất. Và em ấy cần một người bạn gấu nhỏ. Cưng xỉu phải không nào? Đừng quên tô màu đấy nhé. Màu cam và xanh dương luôn nổi bật. Giờ thì tô màu hai bạn của chúng ta. Màu sắc làm cho chúng trở nên sống động. Bước cuối cùng, gấp giấy xuống như thế này nhé. Ta-da! Xong rồi. Khó chọn quá, nhưng diễn viên ba lê đó, bạn thắng. Nhưng còn tác phẩm của mình thì sao? Tớ thích tập trung vào tác phẩm nghệ thuật của mình. Ôi này, em
em đang làm gì đấy nhá? Không, đừng nhìn, em chưa vẽ xong. Hả, thôi nào, cho chị xem. Chị nghĩ là đẹp mà. Được rồi đây. Wow, hết được chấm luôn. Em chị giỏi quá ta. Nhưng mà chú em cũng giỏi bừa bãi lắm nha Jake. Đúng rồi, chờ chút, em có thể xử lý. Cứ ở yên nhé, em đã nghĩ ra cách rồi. Đầu tiên mình phải có bút chì này. Xong rồi, nhìn đứng dẫn vui nhộn nè. Và giờ mình có thể gắn nhẫn vào nó. Chà, trông như một bông hoa ấy. Không ngờ lại đẹp được đến mức này. Ta-da, em làm nhẫn tặng chị nè. Trời ơi, tuyệt vời mặt trời. Chị không ngờ là em làm được nó từ vỏ bút chì đấy. Không, cái này xấu. Bộ này mặc chả hợp gì hết. Bộ này chắc chắn không được, xấu chết thì được. Cả cái tủ quần áo mà không lựa được cái nào. Đúng là thảm họa mà. Có chuyện gì vậy con? Con thực sự chẳng có gì để mặc cả. Con đang làm nhảm gì vậy? Thế cái đống này là sao? Nhưng con sắp đi hẹn hò với Jake. Jake sao? Ôi trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thế cái áo này nhìn được không ạ? Bộ thế sao? Hay cái váy đỏ này thì sao ạ? Có bị ô rề quá không? Bộ thế con mặc váy đấy không hợp lắm. Khoan, con nhớ ra chiếc áo phù hợp rồi. Mới mặc có một lần nên con quên luôn. Nhưng con chưa có trang sức nào hợp với áo. Khoan, sao con không mở ngăn kéo ra mà xem? Ngăn kéo nào ạ? À đúng, bố sáng suốt quá. Chắc chắn là con có đồ trong này. Không, chẳng có gì. Chán như con rắn. Không có gì để đeo thì đi đâu được nữa. Tháo hủy đi cho rồi. Thôi cứ bình tĩnh. Kiểu gì cũng có cách mà con gái. Không có bông tai thì con không ra đường được đâu. Thôi bố cũng đến bó. Từ từ, gối lưng đầu và bút ba bê của bố. Con yêu, bố nghĩ đây chính là giải pháp đấy. Ôi trời ạ, chuẩn không cần chỉnh. Ok, in hình vẽ của một miếng dưa hấu ra và tô theo đường viền. Mình sẽ bắt đầu bằng mực màu đen. Tô xung quanh hết viền ngoài nhé. Và giờ thì tô viền bên trong nữa nè. Ok, trông cũng ổn ra phết rồi đấy. Nhưng mà chưa xong đâu, vẫn phải tô nữa cơ. Bây giờ hãy tô màu đỏ vào ruột dưa hấu nha. Cạnh bên này cũng màu đỏ luôn. Được rồi nè, xuống đến cuối luôn. Giờ thì đến vỏ. Màu xanh này quá xuất sắc, vui quá đi. Mình nên nghịch thế này nhiều hơn mới phải. Nhưng mà cũng cần một màu xanh đậm hơn. Và mình sẽ dùng màu đen để làm hạt cho dưa hấu luôn. Chỉ mấy chấm nhỏ trên phần đỏ thôi. Yes, chắc thêm một hạt nữa là ok. Xong rồi, nhìn xinh quá đi, cưng thật đó. Và tất nhiên mình cần thêm một cái nữa, gắn móc khuyên tai vào thôi. Không ngờ là mình làm được đôi bông tai xinh thế này. Hết sể con bà bảy. Để đeo thử vào xem nào. Nhìn xinh không bố ơi, dễ thương không? Cảm ơn bố nhiều ạ. Bố đúng là number one luôn đấy. Thôi con đi chơi với anh Jake đây. Hai đứa đi chơi vui nhỉ. Gối nâng đầu của mình đâu? À, đây rồi. Dễ chịu hẳn. Ủa gì vậy? Ảnh à? Nhìn kìa, con bé đang đi chơi vui quá. Cưng ghê. Như em đã thấy đấy, chúng ta có rất nhiều loại hoa đẹp. Việc của em... xin lỗi. Như chị nói đấy, việc của em là chăm sóc hoa. Đẹp quá này. Bông này dễ thương quá, ui cha. Phù, suýt thì toi. Em có đang chú ý không vậy? Tốt, đi theo chị. Thùng tưới nước ở đằng kia nhé. Wow, trách nhiệm của em luôn. Tưới nước thấy cũng dễ mà. Nhưng đừng tưới nhiều quá. Vâng ạ. Ôi không. Nhìn cái đống này đi. Dọn sạch đấy. Vâng ạ, chị cứ tin tưởng vào em. Xem chúng ta có gì nào. Chị muốn em vệ sinh cho sạch cái chậu này. Ôi. Và thở. Em xin lỗi ạ, em đang cố hết sức. Tiêu đời nhà ma rồi. Nhưng mà em có cách sửa rồi, chị đừng lo. Không cần vứt chậu cây này đi đâu. Chỉ cần lấy bút 3D thôi. Bắt đầu bằng cách vẽ ở mặt bên của chậu. Phun vào đúng phần rìa của chậu cây ấy nhé. Cẩn thận để không bỏ lỡ điểm nào nha. Gần xong rồi. Khi đã xong, tạo một đường từ bên này sang bên kia của đoạn vỡ. Chúng ta sẽ nối hai mặt lại. Rất tốt. Tiếp theo vẽ các đường ngang chậu cây. Rồi tô kín bên trong nữa. Làm cũng hơi lâu, nhưng kết quả thì miễn chê. Một lần nữa, đừng để lại kẽ hở nào nha. Giờ thì dùng bút 3D phủ vào các kẽ nứt. Như vậy vết nứt sẽ không lan ra, giúp chậu cây càng bền chặt hơn. Giờ thì thêm màu nữa này. Trông khác bọt hẳn nha. Chị ơi,
Ôi trời, không chê vào đâu được. Đừng làm vỡ gì khác là được. Vâng ạ. Em xin lỗi. Để xem nào, đặt vào đâu nhỉ? Ôi, tía má ơi, bản giao sắc kìa. Mình không thể để đây được, nhỡ thiên thần nhỏ của mình mở ra thì sao? Còn bé nghịch dao dễ bị thương lắm. Ôi không không không, không thể thế được. Mình phải cất đồ ở chỗ nào con bé không thể tìm được. Phủ, yên tâm hơn rồi, con tôi an toàn rồi. Ok, nhặt đồ chơi cất đi cho gọn gàng nào. Mà chờ một chút, góc bàn này quá sắc nhọn. Thế này còn kinh khủng hơn dao nữa. Con bé có thể đập vào đây. Ôi không, không phải đầu gối của con tôi. Mình không muốn cái bàn này làm con bé khóc. Ôi trời, ôi không không không, không được, không thể được. Mình sẽ không có cái máy chết chóc đó ở trong nhà. Đó, dán gối vào các góc này nhìn yên tâm hơn rồi đấy. Không còn sắc nhọn nữa, còn sẽ được an toàn. Không thể quên khóa cửa được. Khoan, ổ cắm điện, ổ cắm điện ở trong nhà. Không, con đang làm gì nhỉ, con sẽ bị thương mất. Không 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 không, đừng nhét con yêu. Dừng lại ngay, con không được nhét cái gì vào ổ cắm nghe chưa. Mà nhìn con xem, trông bẩn chưa kìa. Đây, để mẹ lau cho con nhé. Mẹ phải làm gì với con đây? Này, chờ một chút. Nắp của gói khăn ướt có thể chính là giải pháp. Chuẩn, mình có một ý tưởng đỉnh của Chop luôn. Mình chỉ cần thay đổi một xíu thôi. Vậy là xong, mình sẽ chỉ cần tách cái nắp ra và dán nó vào phía ổ ổ cắm. Giờ thì có ốp tường rồi. Vậy là khỏi lo còn nhét ngón tay vào trong ổ điện nữa. Ok, con sẽ an toàn trong khi mẹ đi vắng. Mà chờ chút, còn máy là... Ôi, mình sẽ chẳng bao giờ ra được khỏi nhà. Đôi hoa tai này rất vintage và có 102. Và nó rất hợp với khuôn mặt của cô đấy. Ôi trời, được được, tôi rất muốn mua nó. Hay da, tốt, mình đã ở đây và sẵn sàng ăn trộm đồ rồi. Ôi không, báo động, có kẻ đột nhập vào phòng. Không thể chịu nổi. Chạy đi. Có vẻ như không có ai. Đến lúc hành động rồi. Được rồi, nghe này, cậu xử lý cái hộp trong khi tôi lấy đồ nhé. Không được đâu, chúng ta sẽ cùng xử lý cái hộp. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Cậu có tin là dễ vậy không nào? Cực kỳ hiệu quả luôn. Oh yeah, và giờ là lúc cướp hết tất cả các món đồ ở đây. Cậu ok chứ? Tốt, tớ xong rồi, tuyệt vời. Hey, đừng quên ở bên kia nhé. Nếu nó bỏ vừa túi của cậu thì nhớ lấy nó luôn nhé. Chuyển thôi. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Nơi này bị cướp và bọn chúng lấy hết mọi thứ rồi. Có vẻ như... Yep, ngay cả những món đồ trưng bày và đôi hoa tai của mình nữa. Đợi đã, mình biết rồi. Mình sẽ bắt đầu với việc đặt những miếng đất sét polymer này chồng lên nhau. Mình cũng muốn có nhiều màu sắc nữa. Ok, giờ mình sẽ dùng cái ly này và lăn nó trên đất sét. Mình muốn nó hoạt động như con lăn và ép những miếng này lại với nhau. Tốt rồi, giờ mình sẽ dùng dụng cụ nhỏ và thú vị này để bắt đầu cắt. Mình sẽ rạch một đường thẳng. Mình muốn có những miếng đất sét dài. Nhìn hiệu ứng cầu vồng đẹp mắt này, thích quá. Nhưng chưa xong đâu, đến lúc lại cần cái ly con lăn rồi. Và bạn biết như vậy nghĩa là gì rồi đấy. Đúng vậy, lăn tiếp nào. Bước tiếp theo cần dụng cụ cắt bánh quy. Mình sẽ dùng ngôi sao nhỏ này để cắt những hình dễ thương. Xong xuôi, giờ để mình lấy cái này ra nhé. Ôi trời, ngôi sao nhỏ màu cầu vồng, đẹp quá đúng không? Mình sẽ gắn thêm móc để biến nó thành hoa tai. Và giờ nó đã sẵn sàng để đeo rồi, lên đầu thôi. Mình thích cách nó đung đưa ở độ cao vừa phải. Ôi, có vẻ như chúng ta đã quên gì đó ở đây. Đừng để ý tôi nhé. Oh wow, đẹp quá, hẹn gặp lại. Wow, bữa tiệc này quá đã. Này, mấy cái đèn ngầu dã man luôn. Nào, cứ từ từ. Bình tĩnh như chị nè. Trời đất ơi, là Kevin phải không? Chào, không biết có món snack nào ngon lành không ta? Olivia ơi, con bé đâu rồi? Olivia, Olivia. Hả? Rồi, em ở đâu? Em ăn snack thôi mà. Ơn rồi. Để em làm cho chị chết mất. Em phải tỏa sáng như mấy ngôi sao kia mới được. Dùng một cái que kem to đùng như vậy nè. Và cả kim tuyến xinh đẹp nữa. Càng lấp lánh càng tốt luôn. Đã đến lúc đổ resin vào rồi. Mình sẽ cần một lượng vừa phải. Chỉ cần đổ nó vào một chiếc ly nhựa thôi. Đừng nhiều quá nha. Giờ rắc kim tuyến ngay lên trên. Khuấy thật kỹ bằng que gỗ nha. Bạn thấy nó đặc cỡ nào chưa? Vậy nghĩa là đến lúc để nó nhỉ rồi. Nhưng lần này hãy dùng hộp nhựa nhỏ nhỏ như vậy nha.
và cẩn thận đổ hỗn hợp ngay lên trên. Mẹo nhỏ cho bạn á, càng rắc chậm thì càng đỡ bừa bộn. Giờ mình sẽ chờ chút, lấy ra khỏi khuôn được rồi đó. Như nhựa cứng luôn nhỉ? Chỉ cần xỏ nó vào dây chuyền là xong rồi á. Theo mình thì nhìn hơi bị xinh luôn ấy. Đưa cho Olivia nào. Nè, wow, dây chuyền này sáng như sao luôn ý. Giờ chị sẽ dễ tìm thấy được em. Chào nha. Mình thích bài này lắm luôn. Chào gái. Woohoo. Ow. Khoan, chắc mình vẫn thấy con bé. Ủa, nó mất tiêu rồi. Ôi không. Ủa, hình như có gì nè. Sáng kìa, mình thấy sáng. Olivia ơi. Ủa, sao lại có cây chổi này? Thôi kệ đi, tìm thấy con bé là được rồi. Không ngờ chị lại làm lạc em tiếp luôn. Nè, của chị đây. Ôi, cảm ơn. Vậy mới thấy đường nè. Trời ơi, nếu em là Olivia thì cô là ai chứ? Xin lỗi cô nhiều nha. Nhỏ này khùng ghê. Thôi được rồi, em không được rời ra khỏi chị. Wow, anh ở khoa học lại thú vị đến thế cơ chứ. Oh, có tin nhắn. Ôi không, mình quên sự sinh nhật của Gina. Phải tìm quà cho cậu ấy thôi. Chắc xung quanh phải có cái gì mình dùng được chứ nhỉ. Ổn áp này. Giờ chỉ cần tìm quà nữa thôi. Wow. Ôi, dùng ri băng được đấy. Quả rồi không bầm hơi phí. Ok, giờ sáng tạo thôi. Sẽ phải ngon lành. Đấy, trông hơi bị được. Nhưng quà gì được ta? Búp bê hả? Ồ, lại là búp bê. Thích muốn xỉu luôn. Thôi, hòa đi. Ý này được này. Xinh lắm luôn ý. Ông ở đâu mà cả đàn thế này? Tôi bị đốt rồi. Không thể liều được. Ý này mới chất nè. Đùa tớ đấy hả? Dẹp zoom. Thôi nào, nghĩ đi. Biết rồi. Mình có thể làm sổ cho cậu ấy. Bắt đầu với một quyển sổ bình thường, mở bìa sau ra này và bắt đầu đính một đường keo mỏng quanh viền. Kéo dọc cạnh bên và cạnh đáy của trang nữa. Tiếp theo bạn sẽ cần một dải duy băng hồng. Dính duy băng vào keo này. Lặp lại với những dải duy băng hồng khác quanh đáy của trang. Khi đã xong thì bạn có thể dùng duy băng xanh lá. Dính các dải xanh lá ở cạnh bên của trang. Đừng chừa chỗ trống này nhé. Các dải phải nằm cạnh nhau. Giờ thì đóng quyển sổ lại nào. Gấp duy băng hồng lên bìa quyển sổ. Sau đó đan dây xanh lên xuống dây hồng nhé. Tiếp tục làm từ dưới lên trên với các sợi duy băng khác. Bạn sẽ tạo ra hiệu ứng mắt cáo ý. Giờ mở sổ lại nè. Và đính keo lên cạnh trên của trang. Gấp phần thừa của duy băng vào đó. Rồi dính nó lên keo. Nhớ ấn xuống thật kỹ nhé. Phết keo quanh viền lần nữa. Chỗ bên trên duy băng ý. Nhớ phết ba cạnh của trang thôi nha. Giờ mình đặt một miếng giấy lên trên. Ấn một cái thật mạnh để cố định tờ giấy. Xong, sổ tự làm này. Mong là Gina thích. Mình sẵn sàng đi sinh nhật Gina rồi. Tớ có quà cho cậu này. Wow. Giấy cắt nhỏ này. Cảm ơn cậu. Gì vậy má, xem trong hộp kìa. Phải rồi. Cảm ơn cậu. Cậu là số 1. Tớ biết mà. Tìm bộ lọc chuẩn khó thật sự luôn. Cười nào. Wow, chỗ này vui quá à. Chào mấy gái. Cậu có mang mũ không? Đương nhiên là có. Đáng yêu chứ nè. Ôi, xứng đáng một tấm ảnh đó. Tác tớ với nha. Ai mà biết là buổi picnic này cần mang theo mũ chứ. Mình phải làm gì to? Hình như may mắn đến rồi đó. Hả? Gì vậy? Cậu ấy ổn chứ? Cậu bị hôm đấy à? Sao lại nhìn mình như sinh vật lạ vậy? Đừng khóc mà Olivia. Nè, cho mượn đó. Cảm ơn. Cơ mà mình có cách này hay hơn nhiều nè. Xem đây. Úp vỏ quả dưa hấu xuống đất nè. Rồi lấy bút 3D ra thôi bà con. Bắt đầu ở đỉnh quả dưa nha. Tạo một cái chấm và vẽ một đường dọc theo quả dưa. Khi đã được như vậy thì tụi mình sẽ tô vào bên trong các khoảng trống này. Làm hai ô một lần nha. Và cố đừng chia lại chỗ trống nào nhé. Giờ đi một đường xuống đây. Một đường nữa nè. Nối nó lại nha.
tôi bên trong y như hồi nãy nè. Hình như chúng mình phải vẽ hết xung quanh á. Những đường sau này chỉ là trang trí mà thôi. Giờ thêm vài chấm đen lên phần màu đỏ nè. Các bạn thấy thiết kế này có quen thuộc không? Tớ sẽ cho mọi người gợi ý. Nó lấy cảm hứng từ dưa hấu á. Đây là hạt giống chứ gì? Giờ thử cái này đi bé. Em bảo là thích mũ phải không? Chà, chị làm cho em mũ cực độc luôn nè. Mọi người có thích không? Wow, em đội luôn đây. Con bé vui chứ kìa. Nè, tụi tớ sẽ đăng hình của cậu. Ý là, còn tấm hình nào cưng hơn chứ? Cô tê ghê. Crush làm mình cảm thấy được truyền cảm hứng. Mong là cậu ấy sẽ thích món quà nhỏ. Đến đầu hay đến đó vậy? Chào David nha. Tuyệt, cậu ấy biết gì cho mình thế nhỉ? Chuẩn, mình đã có linh cảm tốt mà. Tìm ơi, bình tĩnh nào. Để xem nào. Cơ sách của tớ. Xin lỗi nha, để tớ nhặt lên giúp cậu. Mềm quá. Wow. Sách tớ. Phải. Vậy. Cảm ơn cậu. Hình như mình yêu rồi. Khoan, nhìn lần cuối thôi. Đúng, anh chàng này thật sự đặc biệt. Mình sẽ nói thế. Chẳng cách nào hay bằng việc nhắc người ấy về khoảnh khắc hai người trao ánh mắt tình. Phần khó nhất đã xong. Đẹp. Wow. Tôi nhớ rồi. Ngọt ngào quá đi. Yêu cậu cục cưng à. Chuẩn bị là bước quan trọng nhất trong việc sáng tác. Màu đỏ bắn tung tóe. Dù sao thì đã đến lúc biến ý tưởng thành nghệ thuật. Nét đầu luôn là nét đẹp nhất. Thêm một xíu màu xanh dương, trông cũng ra gì và này nọ đấy. Mà có phải không? Xấu dã man con ngan. Không, may mà mình chuẩn bị nhiều giấy. Nuột. Lần này còn xấu hơn lần đầu nữa. Cố lên nào, tập trung. Đùa túi hay gì hả trời? Sao có mỗi bông hoa mà không vẽ ra hồn? Được rồi, bình tĩnh. Hít sâu nào. Mình làm được mà. Mình dư sức làm được. Tỏa sáng thôi. Từ từ. Từ từ. Chú. Hả? Vận xui không rủ cũng tới. Nhưng chờ một chút. Hình này trông cũng hay đấy chứ. Dùng ý tưởng này được. Dùng cọ vẽ của bạn theo nhiều cách khác nhau sẽ giúp bạn tạo nên hoa văn vô cùng độc đáo. Trong trường hợp này, cánh hoa. Sau khi vẽ xong đầy đủ các cánh hoa, vẽ thêm màu xanh lá cho lá cây và cuống. Trông rất đẹp và hài hòa phải không nào? Nét vẽ cẩn thận sẽ rất thành công. Bạn có thể gắn hai bông lại. Như vậy giấy trông sẽ đỡ bị trống. Mình biết mình làm được mà. Wow! Cậu tự vẽ bức này luôn á? Tặng cho cậu này, Annie. Tớ còn phải sáng tác nhiều lắm. Và lần này, mình sẽ sử dụng một phương pháp mới toanh. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ giữ nguyên chủ đề. Thấy các nét vẽ làm cho lá cây trở nên thật sống động chứ? Đừng ngại dành thời gian với các chi tiết nhé! Bạn còn có thể vẽ cỏ nữa. Nhưng phần tiếp theo sẽ phức tạp hơn một chút. Mình có thể dùng sơn vải phồng như thế này để tạo họa tiết mới vui nhộn với một quả bóng. Mãn nhãn quá, mèn đét ơi. Giờ thì dùng nó như con dấu. Và bạn sẽ có được những bông hoa độc đáo, rực rỡ. Còn bên này nữa này. Đẹp ha. Tuyệt vời. Cậu thấy sao nào? David!
Sao mà cậu vẽ được tranh dễ thương vậy? Nguyên liệu bí mật của tớ. Ồ, bức tranh trông thật tươi tắn. Đẹp thế này đóng khung được. Và sao phải dừng ở đó? Chỉ cần một chút. Phải. Chị nói gì? Oh, Susan. Hừ quá. Không biết nữa. Mẹ ơi. Giấy của con. Ôi, mẹ xin lỗi. Úi, xem mẹ làm gì này. Hỏng mất rồi. Này, mẹ cho con xem trò này nhé. Đã từng nghe trong rủi có cái may chưa? Chính là tình thế này. Con á? Ừ, con cũng có thể làm nhiều cỡ. Tuyệt vời quá. Cùng làm nào. Bạn nghĩ giấy này chứa được bao nhiêu hình tròn? Bao nhiêu tùy thích. Mọi chuyện đang trở nên hấp dẫn. Bạn có thể dùng bất cứ thứ gì. Tất nhiên, miễn nó có hình tròn. Bạn thấy mình đã có đủ chưa? Trông thật hay phải không? Đập tay nào! Họa sĩ nhí của mẹ! Hôm nay mình thật đẹp trai. Cậu ấy đúng là thế thật. Hey. Hey. Cậu trông xinh quá. Thật bất công. Kìa, cô gái kia cứ nhìn chúng ta chằm chằm. Nữa kìa. Sao cơ? Mình á? Sao cô ấy dám cơ chứ? Mình nghĩ cần phải làm gì đó với làn da ai kia. Chúng ta xem ai là kẻ thua cuộc nhé. Hả? Cái gì vậy? Mặt cậu bị sao ấy? Nhìn nè. Da của mình. Làn da không tì vết của mình bị sao vậy? Đáng đời. Và có lẽ nên thêm sừng nữa nhỉ. Ừ, có gì đó mọc ra từ đầu cậu kìa. Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Nghe này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo. Cậu ấy thật biết cách quan tâm. Nhưng sai rồi. Đợi đã, ai đang ở đằng kia vậy? Tình yêu của đời mình. Hey Ellie, tớ mua cái này cho cậu nè. Oh wow, thật bất ngờ. Cảm ơn cậu nhé. Không hiểu sao mọi chuyện lại ra thế này. Cảm ơn vì đã hút bụi ông súp lơ. Hả? Gì cơ? Ồ, ra là mơ. Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Xem điện thoại cái nào. Máy tôi. Không. Nó rơi xuống sàn mạnh quá. Không không không. Và thế là hết. Ôi giời ơi, thế là còn cái nhịn. Hóa ra chỉ là ác mộng. Sao thế này? Đây là đâu? Đúng rồi, điện thoại. Nè, em bị rơi xuống đây nè. Còn nhớ không? Hello. Ác mộng tiếp diễn. Ôi mẹ ơi, lại là một cơn ác mộng. Úi là trời. Khoan, điện thoại của mình. May mà vẫn bình an vô sự chứ không phải ở trên sòn. Nhưng mình hoảng muốn chết. Không thể để chuyện đó xảy ra thật. À, có cách rồi. Để lấy bút 3D xem có thể làm được gì nào. Mình sẽ sử dụng mực tím này, màu mình thích mà. Và bắt đầu tô ốp điện thoại. Mình sẽ tạo đường zig zag ở trên đầu rồi thêm một đường nữa. Cứ tiếp tục nhiều đường zig zag như thế. Thực ra mình chỉ cần tô vào khoảng trống bằng nhiều mực 3D. Ok, xong mặt trên rồi. Thì làm cả mặt bên này. Mình sẽ tô kỹ để phủ hết tất cả bề mặt. Đó, vậy là cũng tô xong cả cái ốp rồi. Làm rơi rồi. Đừng có lo, em không vỡ đâu. Ôi trời ạ,
quả tim muốn rớt ra ngoài, nhưng ốp mới hiệu quả thật đấy. Được rồi, thơ ngủ tiếp vậy. Tiết học hay nhỉ? Đi ăn chưa thôi? Cậu không thấy mấy phép toán đó rất thú vị sao? Tớ rất thích môn toán. Đỡ được cậu rồi. Cậu đã cứu tớ. Bỏ tay cậu ra khỏi người cô ấy ngay. Không sao đâu, tớ có thể làm bất cứ lúc nào. Cậu ấy cứ như trong mơ vậy. Gặp cậu sao nhé? Hy vọng thế. Này anh bạn. Hả? Làm ơn đừng đánh tớ. Ok, bỏ đi. Suýt nữa thì tiêu. Anh hùng của mình. Đợi đã, Jake và Grace sao? Grace. Sao cậu lại làm thế chứ? Mình nghĩ mình yếu mất rồi. Sẽ tuyệt vời lắm đây. Mình sẽ tỏ tình với Grace. Ê, nhiều bong bóng nhỉ? Là cậu sao? Cái gì đây? Cậu làm tất cả những thứ này à? Ừ, tớ yêu Grace. Chúc may mắn nhé. Tớ không cần may mắn. Giữa tất cả những gì tớ cần là chờ đợi thôi. Quên món quà rồi, phải đi lấy thôi. Mình muốn đọc mấy cuốn sách này ngay. Ôi trời, nhìn tưởng đồ của mình kìa. Không thể tin nổi, đây là điều ngọt ngào nhất. Wow, thật lãng mạn. Tuyệt quá. Phải vào lớp thôi. Chào cậu. Cảm ơn Jake. Không có gì. Cô ấy đang làm gì vậy? Cậu phải ôm tớ chứ. Tớ không biết là cậu thích tớ đấy. Đẹp quá. Cảm ơn nhé. Tớ sao? Cậu nghĩ tớ làm à? Đợi đã. Sao cậu dám? Là tớ, tớ làm hết đấy. Cậu đúng là đáng yêu. Gặp cậu sao? Kỳ lạ thật. Gặp sao nhé kẻ thua cuộc. Ôi quá đáng rồi đấy. Tớ sẽ cho cậu biết tay. Grace, tớ làm đấy. Không phải Jake đâu. Chắc rồi. Cậu đang cản đường đấy. Tránh ra Chris, tớ muốn đi với Jake. Nhưng tớ yêu cậu. Thật không công bằng. Ôi, chào bạn Hiền. Sẵn sàng quẩy chưa nào? Ơ kìa. Ui, tớ xin lỗi nhá. Mà chờ chút, cháu trai mình có cái này nè. Chúng ta chỉ cần một cây súng bắn keo nóng và những màu sắc vui nhộn thôi. Bơm keo vào bao nhiêu lỗ tùy ý. Hoàn hảo. Và thế là ok con dê luôn. Chà, gần thôi. Cậu muốn đeo thử không? Được rồi nhá. Vừa vặn như in luôn. Tớ thích lắm, cảm ơn cậu. Đi thôi. Tụi mình ngã chổng vó và không đứng dậy được này. Wow, nhà rộng ghê. Chắc là phải có đồ giá trị trong này. Gì vậy? Phỉ vụ đỉnh cao này. Ôi không, chạy nhanh. Có chuyện gì dưới đó vậy? Đừng lo, có con hỗ trợ nè. Để bố tắt chuông báo động đã. Nhà mình bị trộm rồi, đồ trang sức. Vẫn còn đây, cả vàng nữa. Hèn dã man. Hả? Mất hết rồi bố ơi. Quần áo của búp bê bị lấy hết rồi. Hương còn yếu quá đi. Lau nước mắt đi này. Bố có cách khắc phục rồi. Để giải quyết vấn đề thời trang này, hãy cắt đáy của một quả bóng bay. Gập bóng bay lại và cắt một miếng nhỏ ở bên và trên. Mở quả bóng ra. Trang phục mới cho búp bê đây rồi. Nhưng mà hãy giúp bạn ấy mặc đồ nhé. Tiếp theo, cắt đáy của một quả bóng bay khác. Vậy là có quần legging nhé. Trang trí thêm một màu khác với bóng to hơn nè. Cắt phần đầu và cuối đi. Và mặc vào chân cho búp bê. Vậy là có chân váy xinh rồi. Cô nàng nhìn y như người mẫu luôn. Bố có tủ quần áo mới cho búp bê nè. Wow, bố ơi, nhìn đẹp lắm luôn ạ. Trông rất chi là thời trang. Chào cậu, tớ thích váy của cậu lắm. Mấy nàng mặc đồ mới đẹp lắm đấy. Ôi, nhìn nó đi kìa. Giờ thì sang bên kia.
thêm một chút xíu nữa thôi. Thập đó đúng là hài vô đối luôn. Hả? Không biết cậu ấy đang đi đâu nhỉ? Ôi trời đất, tuyệt quá. Có chuyện gì thế? Nhìn kìa, bữa tiệc băng bóng nổ puppet kìa, đi thôi. Wow, puppet của cậu dễ thương quá. Tớ cũng có nè, nên là đi thôi. Có vệ sĩ kìa. Lại còn cấm đồ ăn và đồ uống nữa chứ. Nhưng kẹo của chúng mình, phải làm sao bây giờ? Tớ rất muốn tham gia bữa tiệc đó. Này, tụi mình vừa vào vừa mang kẹo được đấy. Xem nhé, chúng mình chỉ cần lấy ốp điện thoại puppet của cậu và đặt hình ống kính camera ở đây, rồi bỏ Skittles vào trong đây. Mỗi viên vào một lỗ puppet. Nhét nhiều nhất có thể nhé. Và giờ đến sô-cô-la nè. Tớ làm chảy nó để đổ cho dễ. Cứ đổ đều phía trên Skittles thôi. Tuyệt, nhìn đã thèm rồi. Cứng lại rồi, nghĩa là ăn được. Trông giống hệ điện thoại thông thường nhỉ? Hay quá, cậu thông minh ghê. Ổn rồi, vào thôi. Xin mời nhập tiệc. Cô không nhìn thấy biển báo à? Cấm đồ ăn và đồ uống. Thôi thôi, mới ra khỏi hàng. Em có puppet nè. Mời vào. Hả? Anh chưa bao giờ thấy ôm điện thoại puppet đó. Gầu đấy, tiệc tùng vui vẻ nhé. Có vẻ không có ai quanh đây. Thử Jumbo Puppet thôi. Wow, có quá trời puppet ở trong này. Lại đây giúp tụi tớ cái to đùng này đi. Tiệc đỉnh của chớp. Chúng mình sẽ thắng cuộc thi xếp chồng. Lên lên lên, cậu đang lập kỷ lục đó. Nè, có muốn đổi không? Được. Cậu có đang nghĩ giống tớ không vậy? Măm măm thôi. Ta-da, có ngay. Bóc ốp puppet dễ thật đó. Cứ như thanh kẹo nhà làm ấy. Ngon tuyệt cú mèo, ăn không? Mọi người ơi, chúng tớ tuồn kẹo nè. Lại đi ăn cùng chơi vui. Thích đi, đồ khủng long. Khi đang chơi trong cậu ấy thật dễ thương. Đây chắc hẳn là tình yêu rồi. Hả? Trong tương lai của mình. Cậu ấy cũng hài hước nữa. Mình biết phải làm gì để cậu ấy để ý rồi. Ai có thể từ chối đồ thủ công chứ? Má đỉnh. Và lời nhắn ư? Tớ thích cậu bằng tất cả trái tim. Mạnh dạn lên nào. Jake, tớ làm cái này cho cậu nè. Đưa cho tớ xem nào. Cá sấu đáy bụng hả? Ăn đi cá sấu. Xử nó đi, rơi tái nó. Và ném ra. Vui quá nhỉ? Không hẳn vậy. Tụi con trai đều dở người vậy sao? Và giới kiểu không đâu anh bạn. Đợi đã, nhìn kìa. Là Jake đúng không? Cậu ấy vừa tập luyện xong đấy. Nhìn mái tóc bồng bềnh đó kìa. Trông đẹp ghê. Cậu ấy tuyệt thật. Được rồi, để đó cho tớ. Trông được đấy. Wow, chào cậu. Đợi đã, cậu ấy đi đâu vậy? Hello. Đến nói chuyện với Chloe sao? Cậu ấy thấy điểm gì ở cô ấy chứ? Được rồi, cả hai con đều đồng ý kết hôn chứ? Hơn cả thế ạ. Con cũng vậy. Vậy thì... các con hãy cầm tay nhau và giữ thật chặt. Đúng rồi, như vậy đấy, tốt lắm. Nhưng nhẫn đâu rồi nhỉ? Phải rồi, cái nhẫn mình để nó đâu đó trong túi thôi. Nó ở trong túi này. Em rất nôn nóng muốn xem đấy Alex. Ta thấy hộp nhẫn này trống không mà. Hả? Chiếc nhẫn đâu rồi? Đó,
đám cưới không có nhẫn sao? Anh nghĩ là anh yêu em chứ? Anh yêu em mà. Anh biết nó ở đâu rồi, để anh đi lấy. Ôi trời, đúng là ác mộng. Có chuyện gì với cái nhẫn vậy nhỉ? Mình phải tìm một thứ gì đó, thật nhanh. Chắc chắn là không được. Không, chắc phải có gì đó khác trong này. Súng bắn keo của mình sẽ được đây. Ok, chúng ta đã có nhẫn nhưng thiếu một viên đá quý. Keo nóng sẽ cứu một bàn thua. Chỉ cần một giọt màu vàng kim ở đây. Và bây giờ là kim tuyến. Màu tim này sẽ được vì nó là màu cô ấy thích nhất. Đây đúng là thứ mình nghĩ tới. Sáng bóng và lấp lánh. Được rồi, bỏ vào hộp. Mình còn phải làm xong đám cưới nữa. Thật may vì mình có súng bắn keo. Suýt nữa thì tiêu. Con quay lại đám cưới rồi đây. Con đã ở đây rồi. Ok, đây là chiếc nhẫn bị mất. Nhưng anh đã hứa Mickey, em sẽ lấy anh với chiếc nhẫn này chứ. Vâng, dĩ nhiên rồi. Ôi trời, màu tím, màu em thích nhất. Mình thích đám cưới. Và đây đúng là một chiếc nhẫn đẹp. Ồ, Mickey, anh rất vui vì em thích chiếc nhẫn. Mickey, giờ chúng ta cần nhẫn cho Alex. Nhẫn sao? Nhẫn cho Alex. Mình nhớ là mình để đâu đó trong này mà. Chúng ta đúng là chơi sinh một cặp mà. Em quay lại ngay. Cô ấy đi rồi, sẽ mong một lúc đấy. Cha muốn chơi hoàn tôi tí không? Mình thích dùng kim tuyến. Cảm thấy cuộc đời lấp lánh hơn hẳn. Và ai không muốn kim tuyến chứ? Đủ rồi này. Giờ mình sẽ đổ chút nhựa lên trên. Cái này chắc chắn sẽ rất đẹp. Ý tưởng đỉnh của Chop luôn này. Cẩn thận Sunny. Em biết em đang làm gì mà. Nhưng chị đang làm gì đấy? Chị sáng tạo nghệ thuật. Thôi phán đi. Đổ kỳ cục. Sao cũng được. Thôi em lượn đây. Không. Cứu em. Em đang bị đám kẹo tấn công. Thôi từ giờ mình không thèm trượt ván nữa. Cưng nghĩ thế là phải đấy. Ủa, nhìn em làm gì này, hỏng mất rồi. Trừ khi... mình có một ý tưởng. Mình sẽ tạo một lỗ lớn trong khuôn cao su, rồi đổ nhựa epoxy trong suốt vào. Trước đó, mình phải lau sạch bề mặt này, để tránh mảnh vụn lẫn vào nhựa ấy mà. Và mình muốn có một lớp thật đều. Không hiểu sao mình cứ có cảm giác thật thư giãn. Ok, vậy là đủ lượng nhựa rồi. Giờ mình sẽ nhả các viên kẹo vào. Rồi, đổ thêm nhựa lên trên. Mình sẽ đổ sao cho phủ kín toàn bộ kẹo trên lớp đầu tiên. Khi đã xong, mình sẽ để nó cứng lại. Đã đến lúc gỡ khuôn ra rồi. Giờ mình sẽ gắn trục ván và bánh xe vào. Dĩ nhiên là chúng trong suốt. Vậy là mình đã có ván trượt tự chế. Trông thật ngọt ngào phải không? Bạn đã bao giờ thấy thứ gì thế này chưa? Nhìn mà thấy thèm ghê này. Thích quá cơ. Sunny ơi, xem đi này. Chị tặng cho cưng đấy. Dạ. Thật đó chị. Cho em. Thật sao? Tuyệt vời ông mặt trời. Vọng xe buýt sẽ đến sớm. Tôi không thấy nó ở đâu cả. Tôi cũng vậy. Không, tôi là nữ hoàng. Vẫn phải đợi sao? Tôi nghĩ là họ quên chúng ta mất rồi. Dậy đi, nó đến kìa. Hey, đến hướng này. Sao nó cứ chạy về hướng kia vậy? Cậu được điểm cao vậy sao? Tớ sẽ chỉ cho cậu một cách. Tớ đi nhé. Không, để tớ cho cậu đi nhà. Đây là xe mới của tớ, cậu thích chứ? Trông hơi bị ngầu đấy. Rõ là tốt hơn xe biết nhiều. Tạt qua quán sữa lắc đã chứ nhỉ? Woohoo! Vì thế nên anh yêu em đó là la. Hát đến Tết Congo mất. Mình đói lắm rồi này. Mình ăn nhá. Được chứ? Ngon quá nhá. Của em này. Lãng mạn lắm luôn. Hình như anh quên mất cái gì rồi ấy. Gì? Giờ này thì ai cần thìa chứ? Ok. Ngon phết. Nhìn thấy rủng mình. Nhưng ảnh vẫn đáng yêu. Sao em không ăn đi? Em no rồi ạ. Nhưng mình muốn buổi hẹn thật hoàn hảo. Để anh tìm trong ba lô nhé. Quả trứng à? Sao lại có trứng trong này? Và một cây bút 3D. Khoan, mình có cách rồi. Lấy bút 3D vẽ quanh quả trứng nào cả nhà.
Hãy vẽ một đường xoắn ốc ở một bên của quả trứng như thế này này. Giờ bắt đầu vẽ đường thẳng bên trong hình xoắn ốc, lấp đầy nó thôi. Khi đã xong thì lấy miếng nhựa khỏi quả trứng và gắn tay cầm cho nó nữa. Thế là có cái thìa rồi này. Tiếp theo là dùng bút 3D để thêm vài chi tiết nữa. Tớ đang vẽ hình bàn chân mèo này và các chi tiết quanh cái thìa nhé. Cuối cùng là một cái mặt bên trong thìa. Ezzy ơi, anh làm cho em nè. Cho em ạ, à? Xinh quá đi. Ngon xỉu. Ơ kìa, ăn từ từ thôi em. Hẹn hò kiểu này vui quá đi. Không dám đi nhà hàng với em luôn đó. Nhưng vẫn cứ đáng yêu quá đi. Cái này cho cậu này Mindy. À, dễ thương quá. Wow, cô ấy thật may mắn. Đợi đã. Ôi trời, Matthew kìa. Ừ, khoan. Máy tạo gió được rồi ấy nhỉ. À, tốt hơn rồi. Wow, cô ấy đúng là chàng trai hoàn hảo. Cậu ấy đang qua đây. Chào Emily. À, chào cậu. Tớ muốn làm việc này lâu rồi. Cậu đang làm gì thế? Tin tớ đi. Bạn biết bây giờ mọi thứ đều mờ đi phải không? Ồ, cậu đây rồi. Sao cậu lại hẹn hò với mọt sách? Đó là mắt kính của tớ. À, tớ phải đi đây. Khoan, suýt quên, cậu sẽ cần cái này nè. Sao cậu lại làm vậy chứ? Không thể tin được là Matthew hẹn hò với cô ta. Mình muốn lá thế này phải hoàn hảo. Mình muốn Matthew biết mình cảm thấy như thế nào. Xong rồi, Matthew kia rồi. Tụi mình sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Mình phải đưa thư cho Matthew mới được. Chỉ cần thêm một thứ nữa thôi. Trái tim tình yêu. Ý là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Cùng lắm thì bị sỉ nhục và phải chuyển trường thôi. Matthew. Ôi, chào Emily. Chào, trông cậu rất đẹp trai. Tôi biết mà, có chuyện gì thế? Không có gì. Nói chuyện vui ghê, bye nhé. Ok, kỳ lạ thật. Cậu ấy đã ở ngay đó. Đây là cơ hội hoàn hảo mà. À, đây rồi. Đợi chút. Không cần phải đưa cho cậu ấy, mình có thể nhét vào tủ mà. Bây giờ hoặc không bao giờ. Không còn đường lùi nữa rồi. Được rồi, hy vọng thế. Tiễn hồng này chán quá. Không biết nữa, cũng không tệ lắm. Chào cậu. Trời, phải viết cho xong lời nhắn này. Ok, xong rồi. Emily. Dạ. Cảm ơn. Cậu ấy viết lời nhắn cho mình sao? Không ngờ là cậu ấy cũng nghĩ như thế. Mọi giấc mơ của mình thành hiện thực rồi. Cuối cùng tụi mình cũng quen nhau. Emily, cậu đang làm gì vậy? Cái đó cho Gina. Gina? Nhìn selfie dễ thương ghê. Phải, dĩ nhiên rồi. Biết ngay mà. Ê, cầm lấy này. Xấu hổ ghê. Cái gì vậy? Ồ, dễ thương quá. Tôi cũng nhớ cậu Matthew. Chào người đẹp. Cậu đúng là giỏi tán tỉnh. Nhưng đừng dừng lại nhé. Dừng lại đi mà, xin đấy. Mình phải đổi bàn thôi. Ôi tuyệt, giờ tớ nhìn rõ hơn rồi. Cảm ơn Emily. Tập mệt quá. Mình cần uống nước. Mệt ghê. Matthew ở đây sao? Bên đây này anh bạn. Chụp này. Xem nhé. Từ xương dầu. Và anh ấy cái bàn. Wow, cậu ấy giỏi quá. Đây là cơ hội để mình ở cạnh cậu ấy. Phải đảm bảo là nắm được vặn thật chặt. Tôi sẽ nghỉ một lát. Được thôi. Chúng ta chơi tiếp sau. Tập mệt quá. Ôi, chào Emily. Nãy giờ tớ không thấy cậu đấy. Cậu có bao giờ thấy đâu. Cậu muốn tớ mở giúp không? Ôi, được chứ. Đây này. Wow, cậu khỏe quá. Cảm ơn vì đã nhận ra tớ có tập mà. Từ thành phố. Suýt trúng. Hả? Cái gì? Wow. Tớ nghĩ có lẽ chúng ta. Ôi không. Không. Em ơi, cẩn thận. À! Không. Có tớ đây.
Trời, mình phải tập luyện thôi. Cậu đã cứu tớ. Chắc là vậy. Cậu đúng là anh hùng. Mình thích bộ đồ này. Hả? Có chuyện gì vậy? Đó là Matthew sao? Tại sao lại vòng tay qua người mặt sách? Cậu không sao chứ? Ê, có chuyện gì vậy? Đừng có hỏi tớ. Không tin được là cậu ấy làm vậy với mình. Đợi đã, Gina. Xin lỗi, tớ phải tập tiếp thôi. Gặp cậu sau nhé. Hy vọng thế. Ê, tớ phải chỉ cậu cách ném bóng vào rổ. Mình phải đi thôi. Bực mình quá. Cô ấy lừa dối mình và hẹn hò với Emily. Sao cô ấy có thể để mắt đến cô ta chứ? Cô ta quá tầm thường. Mình đã phí quá nhiều thời gian với Matthew. Mình không muốn liên quan đến cậu ấy nữa. Tớ yêu Gina. Thật không Matthew? Sao lại có cái này trong đây vậy? Kinh quá. Hôm nay còn tệ hơn được nữa không chứ? Đợi đã. Mình có ý này. Chỉ cần tìm một bộ đồ hóa trang và cái này sẽ hoàn hảo đây. Mình sẽ cho mọi người thấy. Đã đến lúc trả đũa rồi. Đi thôi. Không. Đâu mình? Hả? Cậu không sao chứ? Giờ thì không sao rồi. Để tôi giúp cậu. Đúng là ga lăng. Tớ thích kiểu trang điểm của cậu đấy. Cảm ơn nhé, mẹ tớ làm đấy. Uống một ly nhé. Cậu muốn nhảy không? Nè thì ước tập rất nhiều. Hẳn là cậu ấy đói rồi. Mình đã làm cho cậu ấy một món ăn nhẹ. Nhìn thiếu gì đó, cần phải có tiếng cà. Mình sẽ vẽ hình trái tim. Cậu sẽ hiểu được lời nhắn. Đây đúng là một ý hay. Cậu ấy kia rồi. Đây sẽ là một bất ngờ. Mình phải giấu nó đi mới được. Và tỏ ra bình thường. Mình cần một chỗ ngồi. Tốt hơn rồi. Chào cậu. Hey, tớ có cái này cho cậu. Cho tớ sao? Thật chứ? Và tớ đã xịt tương cà lên trên. Ồ, đẹp quá, cảm ơn. Tớ thích tương cà. Khoan đã, dừng lại đi. Tớ đói quá. Ok, hy vọng là cậu thích. Ngon lắm, nhưng cần thêm tương cà. Nhưng tớ vẫn sẽ ăn. Đợi chút, Gina. Cậu uy tín ghê. Có chuyện gì vậy? Anh chàng hóa trang này là ai vậy? Tớ đang cảm thấy rất vui. Tớ cũng vậy, đây để tớ sửa lại cho. Ôi, cảm ơn nhé. Thật đáng tiếc nếu không được thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Không phải chứ? Tớ rất tiếc, không ai muốn thấy điều đó cả. Tớ nghĩ cô ấy chia tay với tớ rồi. Cậu có thể ăn miếng sandwich này. Tất cả những gì tớ nếm được là sự cay đắng và đau lòng mà thôi. Tớ phải đi đây, tớ cần một cái gối để khóc. Cậu có biết anh chàng đó không? Đừng để ý cậu ấy, cậu ấy chẳng là ai cả. Tập trung vào tớ thôi. Được. Matthew, quay lại đi. Chúng ta sẽ luôn có chiếc bánh sandwich này. Môi của anh ấy đã ở đây. Cũng gần như tụi mình đang hôn vậy. Thật ra, sandwich này rất ngon. Nhưng mình vẫn nhớ Matthew. Mình chưa bao giờ nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình. Tránh ra đồ mặc nhện ngu ngốc. Mình phải ra khỏi đây. Lẽ ra mình không nên đến bữa tiệc ngu ngốc này. Mọi thứ hỏng hết rồi. Mình về nhà đây. Đây là buổi tối tồi tệ nhất. Hả? Cái gì đây? Chưa bao giờ nhìn thấy nó. Ai đó gửi thư cho mình à? Không biết là ai nhỉ? Chỉ có một cách để biết thôi. Của Emily. Tớ yêu cậu. Cô ấy yêu mình sao? Đợi đã. Mình không biết là cô ấy thích mình luôn. Tất cả tín hiệu đều đó. Ý là trái tim từ tăng cà sao? Quá rõ ràng luôn. Chỉ là mình không nhận ra. Mình đúng là ngu ngốc. Và tệ nhất là mình nghĩ mình cũng có cảm xúc như vậy. Nhìn cô ấy kìa. Mình đã phá hỏng mọi chuyện. Trời ơi, Matthew đáng thương. Mình không biết phải làm gì cả. Và giờ mình đang nói chuyện với cái đầu lâu. Các bạn ơi, tớ nên chọn ai? Emily hay Gina? Bình luận cho tớ biết nhé. Năn nỉ đấy. Tớ cần sự giúp đỡ của mọi người. Mình phải nói chuyện với Emily. Tốt, cậu ấy muốn gì vậy nhỉ? Cô ấy kia rồi. Chào. Cậu biết gì không? Thôi bỏ đi. Mình nên đi thôi. Mình đang làm gì vậy nhỉ? Mình không thể làm vậy nữa. Emily. Nó ở trong tủ của tớ.
Cái này... Vấn đề là tớ... Đừng nói gì cả. Tớ đã đợi rất lâu để được làm chuyện này. Tích đu đúng là vui bà cháy. Tớ đến này Claire ơi. Woohoo! Xem tớ chạy nhanh không nè. Không ai có thể cản tớ đâu. Cảm ơn cả nhà nhé. Wow! Điện thoại tôi. Ai đã chụp điện thoại giùm em với? Tớ đỡ nè, tớ đỡ nè. Đấy. Suýt thì teo. Không. Mong là không bị xước nhá. Sao cậu không xài ốp lưng? Nhưng cái này nhìn chả nò mí. Mỗi người một ý nhỉ. Tớ biết rồi. Nếu cả nhà thích một cái ốp lưng cua te thì hãy dùng bút 3D để tạo ra thiết kế nhé. Các cậu có biết tớ đang làm gì không? Để tớ gợi ý nè. Nó có rất nhiều màu sắc luôn. May mà tớ có đủ màu đó nha. Giờ đến xanh lá xa lánh nè. Các bạn nhớ phải vẽ thật nhiều đường đấy. Và sau xanh lá thì tớ sẽ thêm chút xanh dương dễ thương. Mọi người xem mấy đường đẹp tuyệt này nè. Tụi mình sắp xong rồi đấy. Nhưng không thể quên mặt trời tươi giói nhé. Mọi người sẽ thích mê cái ốp này cho xem. Và khi đã khô thì hãy gắn ẻm vào lưng điện thoại. Xem cái ốp mới của tớ này. Hết chán rồi đúng không nào? Xinh thế đấy. Giờ lên sóng tiếp nè. Cậu vẫn chưa ngộ ra bài học hồi nãy à? Ừ, chán như con rán. Chị ơi, cho em chơi với, để lượt em. Thôi, hay là em... Đây, chơi với hộp phấn đi này. Dạ vâng. Phải kiếm cái gì để bôi lên mặt mình thôi. Đấy, như vậy thì thoa lên mặt được rồi. Ôi mẹ ơi, con bé làm hỏng hộp phấn của tôi rồi. Sao lại chán nữa rồi? Đến lượt em chơi. Đây, chơi với đồng hồ của chị đi gái. Mình sắp phá kỷ lục rồi nè. Thôi hy sinh để đổi chút bình yên cũng được. Mình phải tìm cái gì cho con bé chơi thôi. Bút 3D có cứu được mình không nhỉ? Chuẩn, mình có giải pháp rồi đây. Ok, mình vẽ một hình chuẩn chỉnh ở đây. Giờ thì tô vào trong, phải làm thật nhanh trước khi con bé quay lại. Thêm một chút nữa thôi. Cứ tiếp tục vẽ chồng lên cho giống hình 3D, vẽ đúng các đường ở đây nữa. Ok, ổn đấy, giờ vẽ mấy đường ngoằn ngoèo ở trên cùng nữa. Bút 3D tạo kiểu đỉnh thật đấy. Xong, nhìn này, kéo vào và ra. Ổn rồi, thế là khỏi lo bị làm phiền nữa. Ôi không, con bé kìa, giấu tay cầm nhanh nào. Xin lỗi nha, chị làm mất tay cầm rồi. Ủa làm sao mà mất được ạ? Chị kỳ bò quá đi. Phiu, hiệu quả, con bé phắn rồi. Giờ thì chỉ cần kéo cái tay cầm ra và chơi thôi. Con sói có hàm răng sắc nhọn nhưng lại có trái tim ấm áp. Vì vậy công chúa vuốt lông của nó nằm xuống trên nàng. Và từ đó về sau, họ luôn luôn ở bên nhau. Ôi, con bé ngủ rồi. Đắp chăn cho bé cưng nào. Giờ thì nhẹ nhàng ra khỏi phòng thôi. Ôi không, lớn tiếng quá. Ú, làm ơn đừng thức dậy. Ôi, con bé vẫn ngủ. Ôi sao mình làm gãy búp bê rồi. Nếu biết con bé sẽ buồn lắm. Trời, phải làm sao bây giờ? Ồ, mình có cách rồi. Lại đây búp bê, sửa chữa một chút nào. Đừng làm ta thất vọng nhé búp 3D. Lần này nhất định phải có mày. Mình sẽ vẽ để tạo vảy cá xung quanh, giúp đôi nàng tên cá trông thật hơn. Và đến phần vây ở cuối này. Màu vàng khá là hợp với màu hồng đó chứ. Nhưng mình sẽ dùng nhiều màu cho thật sặc sỡ. Được rồi, hoàn thiện nốt cái vây nào. Một chút màu vàng ở trên nữa. Và xong. Ồ, búp bê dễ thương thực sự luôn. Chắc con bé sẽ thích búp bê này hơn nữa. Nói thật mình cũng khá tự hào với sự khéo tay này. Mình sẽ để đây để con bé thấy khi thức dậy.
ngủ ngon nha. Lại chuồn khỏi phòng thôi. Con giỏi muốn kem cherry. Bắt cậu ấy. Ha, hụt rồi. Đỡ nè. Cái gì vậy? Tớ sẽ bắt cậu. À, chị không phải Jack. Cảm ơn trời. Cẩn thận các cô gái, là tớ đây. Ôi, Justin. Chào cậu. Tớ gặp cậu sao nhỉ? Hy vọng thế. Cậu không thoát được đâu. Au. Wow, xấu hổ quá. Đầu mình sẽ u lên mất thôi. Ước gì cậu ấy để ý mình. Đi thôi. Đợi đã. Nhìn Mickey kìa, chị ấy có một mình. Sao cô? Đi nào Jack. Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ ra tụi mình phải làm việc này lâu rồi. Em đang làm gì vậy? Hơn em đi chồng yêu. Chư môi ra nào. Gì cũng được trừ chuyện đó. Ê ơi, thôi đi. Bạn biết đấy, cũng không tệ lắm. Anh muốn nói với mẹ ngay. Wow, anh khiến em rất hạnh phúc. Là cái đôi mắt của anh này. Ok, em nên làm được thì mình cũng làm được. Điều tồi tệ nhất có thể là gì chứ? Bẽ mặt thôi mà. Đi thôi, này. Cậu đang gọi tớ à? Không, không được đâu. Nhưng mình đã làm gì sai chứ? Wow, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Sao lại thế nhỉ? Mình phải đọc tiếp thôi. Ok được, cũng hợp lý, mình hiểu rồi. Sẽ ra sao nếu... Ow! Đau quá. Ow! Lớp mình ngồi lòi á? Ôi trời đất. Ok ok, bình tĩnh nào. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho mình. Đi vào trong nào. Úi, mẹ ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Trong phòng này ai cũng cháy khét lẹ luôn. Mấy người kia đang xăm ở góc cuối lớp. Và người đó thì có guitar. Ngủ quá. Tiếp tục đi. Hình xăm này chất như nó cất. Nhìn đã thấy đau rồi. Mong là họ đã khử trùng cái kim. Nhìn chị ấy có vẻ sẽ thân thiện đấy. Lấy đâu ra. Cô ấy vượt tay thắng anh chàng kia cái mổ luôn. Ôi trời đất, cô ấy thực ra là giáo viên. Hả? Quyết định trang phục. Yêu cầu là gì nhỉ? Để xem nào. Đeo khuyên. Thật nhiều khuyên. Phải làm sao bây giờ? Mình không đủ ngầu ở lớp này. Nhưng mình đã làm xong bài tập về nhà. Ủa? Chờ một chút. Cái kẹp giấy. Ôi là la, mình có thể dùng cái kẹp giấy đó. Được rồi, mình sẽ cần vài cái kẹp giấy để thực hiện. 4 chắc là đủ rồi đấy nhỉ. Và giờ mình sẽ cần một cây kim. Mình sẽ lồng các vòng nhỏ mình mới làm vào môi và mũi. Giờ thì hãy đổi quần áo và tóc tai thôi. Đã đến lúc giới thiệu bản thân với cả lớp một lần nữa. Ngầu quá. Mừng cậu nhập hội nhé. Quẩy lên, người anh em. Nhìn khuyên trên mặt cậu ấy kìa. Đỉnh quá. Mình mê mất rồi, hành động ngay thôi. Này. Dạ, hết giờ đã rồi làm gì làm. Ok vâng, nhưng này, lại ngồi cái bàn kia cạnh anh nhé. Một ngày mệt nhoài. Buồn ngủ giết hết cả mắt lại rồi. Phải nằm cho thoải mái đã. Xoay sang bên này xem sao. Sáng quá đi mất. Thương muốn ngủ tôi mà. Đó, ổn hơn rồi. Sao cái gối này chẳng thoải mái gì cả. Bực mình thật đấy. Cứ như cả thế giới chống lại mình vậy. Thò một chân ra cho đỡ nóng vậy. Nhưng có quái vật dưới gầm giường thì sao. Tốt nhất giấu chân trong này. Chắc đêm nay khó mà ngủ ngon được rồi. Và đương nhiên lại lạnh rồi. Hay là nằm tư thế này. Hay thế này. Cái giường đáng ghét. Đêm nay tồi tệ quá đi thôi. Sao thế? Sao con la hết vậy?
quả trứng. Tự nhiên nảy ra ý hay. Mình sẽ bắt đầu với ốp điện thoại và xứng bán keo. Vẽ một hình tròn ở ngay giữa ốp nè. Rồi dùng sơn móng tay màu trắng sơn lên. Tuyệt, giờ thì đợi nó khô thôi. Với bước tiếp theo mình cần bóng bay màu vàng. Cắt phần trên bỏ đi, rồi nhét một quả bóng slime vào bên trong. Thế này thôi, rồi đặt nó lên điện thoại. Nảy nảy hay ghê. Đó, giống như một quả trứng trên ốp điện thoại vậy. Ồ, cảm giác thư giãn thật đó. Wow, tự dưng thế buồn ngủ quá. Trứng có nhiều công dụng bất ngờ thật đó. Ngủ đẫy rất thoải mái quá. Nghe vài bài hay cho tỉnh táo nào. Hello. Chà, mình thích bài này. Chỉ muốn nhảy theo nhạc thôi. Mặc đồ xong. Woohoo. Sẵn sàng bắt đầu ngày mới rồi. Có thế chứ. Dậy nữa. Oh yeah. Đi bộ thì có sao, càng có thêm thời gian quẩy. À, ngửi thấy không? Hiền nhiên đấy. Ờ, Liam kìa. Đằng này nè. Ava ơi. Khoan, Liam, không, đừng. Cậu ấy vẫy gì cơ chứ? Liam, dừng lại. Vỏ chuối kìa. Cậu ấy không hề nhìn thấy phải không? Thôi xong. Wow. Ổn cả rồi. Không gì có thể ngăn được những bước nhảy này. Nhưng mà nghĩ lại. Ôi trời. Tai nghe của mình. Ngày vui ngắn chẳng tay găng. Giờ thì mình nghe nhạc bằng gì đây? Bass của cái này sao mà sánh được với tai nghe xịn cơ chứ. Nhưng mà mình có thể tự làm một cặp xịn. Và chỉ cần bút 3D thôi. Giờ thì tô vào hình mới vẽ. Cứ tiếp tục nhé, từng đường một. Rồi đặt miếng này lên. Dùng bút để ráp hai mảnh lại với nhau nha. Khi keo khô, hãy gắn tất cả các phần bạn đã làm. Gài tai nghe vào trong này. Ta-da! Đó, vừa đẹp vừa chắc chắn. Liam, cậu có sao không? Oh yeah, xem đây này. Tớ sẽ tiếp tục nhảy. Lên. Ừ, gặp cậu sau nhá. Nào cả lớp, đã sẵn sàng chưa nào? Làm bài kiểm tra thôi, đây là đề của em. Hey, cái gì vậy? Biết rồi nhé. Của em đây. Búp. Đây là bài kiểm tra của em. Hey, cái gì đấy? Ngon phết. Cái gì vậy? Bánh donut của mình mà. Để xem nào. Ok, yep, mình khá chắc chắn đây là đáp án đúng. Oh, nó cho mình đáp án của câu này luôn. Ok, hít thở sâu. Mình làm được mà, chỉ là bài kiểm tra thôi. Chắc không được rồi, không biết làm câu nào cả. Yes, không thể tin nổi là thầy lại cắn một miếng donut của mình như vậy. Oh, mình không lãng phí nữa đâu, chắc chắn là thế. Xong rồi, chỉ cần ký tên nữa thôi. Thêm một bài kiểm tra nữa, cá là mình đã làm rất tốt. Giờ có thể đọc sách thư giãn rồi. Ôi trời ơi, cậu ấy làm xong bài kiểm tra rồi, sao có thể chứ? Oh, đợi đã, có lẽ đây là đáp án. Không, mình ngốc quá. Mình không làm được câu nào. Ôi trời, donut là thứ tuyệt vời nhất quả đất. Nhiều vụn bánh quá, phải phủi tay cho sạch mới được. Nếu mình lấy bài kiểm tra của cậu ấy thì sao ta? Chắc là cậu ấy biết đáp án. Đó không phải là giải pháp rồi. Mình cần Grace. Grace, bên này. Sao cơ, cậu cần giúp à? Được thôi, đưa qua đây. Yay, cảm ơn cậu nhiều. Đây này, như cậu muốn. Sao cũng được, mình không quan tâm. Đây, câu này sai, câu này cũng sai. Tớ không hiểu sao cậu có con số này luôn. Hầu như tất cả các đáp án ở đây đều không đúng. Đây, xong rồi, cậu có thể lấy lại. Yay, giờ mình không lo rớt nữa rồi. Mình phải làm gì đó để cảm ơn cậu ấy. Xem nào. Mình có kẹp giấy và cậu ấy có bánh donut. Được rồi, dự án nhỏ này sẽ cần một ít đất sét polymer. Một chút màu vàng này sẽ được đây. Mình sẽ đè nó vào kẹp giấy.
Giờ mình muốn có một vết lõm nhỏ ở giữa như thế này. Tiếp theo, sẽ thêm một số hạt cườm vì mọi thứ sẽ đẹp hơn khi lấp lá lấp lánh. Nhưng chưa đủ đâu, sẽ cần thêm chuỗi kim tuyến. Giờ đổ lên khắp món đồ này. Tốt, và giờ thổi phần dư đi. Hoàn thành. Thành quả rất đẹp luôn. Ồ, có kết quả bài kiểm tra rồi. Yay, ôi trời, mình được điểm tuyệt đối. Woo. Lại được thêm một điểm tuyệt đối nữa. Đúng như mình nghĩ. Phải ăn hết những vụn bánh trong miệng. Hả? Cái gì đây? Hey, có thêm vụn bánh ở trên giấy này. Yay. Giờ đã đến lúc làm Grace bất ngờ vì cậu ấy đã giúp mình rất nhiều. Ôi trời ơi, cho tớ thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé. Dễ thương quá. Tớ sẽ dùng nó để làm cái đánh dấu trang như thế này. Hey, ngưng liếm giấy một giây được không? Tớ cũng làm cho cậu một cái nè. Hả? Ôi trời, giống như cái bánh donut tí hon vậy. Cảm ơn. Mình rất thích thành quả này. Rất dễ thương. Bạn không nghĩ vậy? Mình chỉ cần thêm món này nữa là ổn. Anh ơi, xin chào ạ. Cô cần gì đây? Em đến thăm bạn em trong tù ạ. Rồi, tôi thính giờ đấy nhé. Chào em, anh nhớ em lắm. Cầm điện thoại là có thể nói chuyện được đấy. Hả? Điện thoại anh không nghe được. Ồ, thông minh quá. Để anh dùng của em xinh như nàng tiên luôn. Khoan, mắc gì phải dùng điện thoại nhỉ? Em nhớ anh nhiều lắm. Anh cũng thế. Em dễ thương ghê. Tóc cứ bị cụt tè. Wow, sao tự nhiên gió máy thế nhở? Rồi ạ, biến khỏi đấy coi. Này, anh có bất ngờ cho em đây, xem nhé. Wow, anh làm hay thế ạ. Đúng là món em thích luôn. Anh còn biết nhạc cho em nữa cơ. Oh, quên mất. Anh muốn cho em xem ảo thuật nữa. Nào xem nhé. Ba la si bùa. Ôi là trời, chuyện gì thế nhỉ? Mình hồi hộp quá. Ta-da! Anh tặng em bé thỏ này. Ý, đáng yêu ghê. Em thích lắm mà. Đến lúc tặng nàng hoa hồng rồi. Trời ơi, em thích nhất là hoa hồng đã anh. Tiện, chăm chăm cái nào. Ôi không, mình chưa sẵn sàng tí nào cả. Không sao, cũng tạm rồi. Triển thụy. Chư, chư. Hình như hết giờ rồi ấy nhỉ? Ôi không, sao lại hết giờ nhanh thế chứ? Không, không, đừng rời xa anh. Anh nhớ em quá. Tạm biệt, em sẽ luôn nghĩ về anh. Dừng lại ngay. Đúng thế, tôi là sếp ở đây mà. Và cô đã phá vỡ luật lệ vì ở lại quá thời gian cho phép. Giờ cô phải vào tù ngồi bóc lịch thôi. Ôi trời ơi, giờ em cũng ở đây rồi sao? Thế là tụi mình lại được ở bên nhau. Sắp rửa xong đống bát đĩa này rồi. Ôi không, lại một cốc nữa. Riêng hỏi mẹ cái này luôn. Dạ vâng, thêm một cái thôi. Không hiểu sao cái cốc thôi mà bẩn thế. Ôi chết, tay mình. Ôi không, có vỡ không? Wow, may vẫn còn nguyên không sức mẹ gì. Không, vỡ tay cầm rồi. Mẹ thích nhất cái cốc này, mình toi rồi. Khoan, có lẽ mình sửa được. Con chẳng cần keo vì mình đã có bút 3D. Chỉ cần phủ lên phần gãy, cùng màu nên sẽ khó mà thấy được. Và giờ mình sẽ phủ xuống tận bên dưới tay cầm, dọc cái cạnh ấy, nhưng không cần nhiều quá đâu. Đó, xong một bên, sang bên kia nữa. Bên này cũng làm tương tự nha. Gần xong với bên này rồi. Đẹp rồi nè. À mà nhớ phủ cả phần trên và dưới nữa nha. Tay cầm là phần quan trọng nhất của cái cốc đó. Vậy nên phải làm cho thật chắc chắn. Xong, còn rất dễ cầm nữa nè. Ôi, còn rất nước cam cho mẹ nè. Hả? Con tạo thêm hoa văn cho tay cầm đấy à? Có chuyện gì vậy hả? Không ạ. Chà, đúng là dễ cầm hơn hẳn. Cảm ơn bé con của mẹ. Phù, mừng quá, không ngờ ổn đến vậy. Cả nhà ơi, mẹ đi đây. Con ở nhà với bố ngoan nhé.
liệu mà trông con cho cẩn thận. Thôi vợ đi làm đi. Bye bye. Chán quá. Bố ơi, bố có muốn chơi với con không? Con phải làm gì với cuốn sách này chứ? Sách nặng cả tấn đấy bố. Trong này có gì cho mình nghịch không nhỉ? Wow, mẹ có quá trời váy. Mình thích nhất là cái váy này. Ôi trời, không biết đồ của người lớn có gì nhỉ? Ôi thần linh ơi, cứ như kho báu ấy. Không biết có đeo vừa không? Đẹp quá. Cuối cùng cũng xong việc. Ava, con đang nghịch cái gì thế hả? Bố có thích không? Đồ của mẹ đây. Mẹ dặn thế nào không được nghịch đồ. Thôi xong, mẹ biết thì nguy. Nhưng mình đã có cách rồi. Mình sẽ làm đồ trang sức riêng cho Ava và sẽ rất hợp với một công chúa. Hình vương miện này làm nhẫn sẽ rất xinh. Và mình sẽ làm các hình khác nữa. Một ngôi sao nhỏ và bạn có thể dùng nhiều màu khác nhau. Bé gái nào không thích hình trái tim cơ chứ? Trái tim thì chọn màu đỏ là quá hợp rồi. Sắp hoàn thành nè. Cưng hết sảy phải không? Đừng quên một chấm ở giữa nhé. Để gắn nhẫn vào ấy mà. Đó, thật nhiều nhẫn xinh nè. Tặng cho bé con cả đấy. Đẹp tuyệt phải không nào? Con cảm ơn bố. Cho bố đội mũ này. Con gái bố sáng tạo thật đấy. Xinh nhà đúng là thích. Lần cuối mình lau cái này là hồi nào vậy? Tập trung nào. Đừng làm rơi bỏng nha. Cẩn thận. Này, tôi chẳng thấy gì hết hả? Julie ơi, nhìn màn hình kìa. Ôi không, họ định làm gì nhỉ? Ôi hộp muốn vỡ tim rồi. Cẩn thận chứ ông ơi. Trời ơi, người chơi 456 sắp thua rồi. Sự căng thẳng này làm tôi đói meo rồi. Cậu kề cái này hơi lâu rồi đấy. Bao lâu rồi cậu chưa tắm thế hả? Phải xì thôi. Thơm nức rồi nhé. Mọi người biết sao không? Bày trò giải trí nào. Đầu giấy bạc đến đây. Ta-da! Nhưng chúng ta chưa xong đâu. Dùng keo đen để tô viền mặt nạ này. Khi đã xong, hãy dùng gỗ để tạo ra hình dáng như vậy. Rồi dùng cái giải thế này và dính mọi thứ lại với nhau. Ngon lành! Rồi đặt nó lên mặt nạ bằng giấy bạc nè. Sau đó dùng keo đen để làm mặt nạ. Bước này sẽ cần nhiều kiên nhẫn đó. Xong 1/4 rồi. Tiếp theo là vẽ đường ngang nhé. Tôi đã nói là sẽ phải kiên nhẫn còn gì. Giờ đến nửa kia nè. Thời gian cho nhanh như cún chạy ngoài đồng luôn. Giờ đến phần màu trắng. Nhìn đã quen thuộc chưa cả nhà? Nếu mọi người đã xem trò chơi con mực thì hẳn phải biết cái này là gì rồi ha. Nhìn sợ nhỉ? Chỉ một tấm nữa thôi. Tập trung nào. Chào gái. Hả? Có phải? Không thể thế được. Đừng làm tôi đau. Tôi không chơi đâu. Bị lừa nhé. Nhìn hay quá vậy. Tôi cũng khéo tay quá nhỉ. Nhìn hơi bị thật phải không? Em là em bé thủ công của tớ á. Julie, nhìn kìa. Cậu cũng làm nhỏ kia hả? Tôi biết tớ chết liền á. Thế thì nó là ai vậy? Chạy lẹ đi má ơi. Cẩn thận nào. Gì mà lớn tiếng vậy? Thôi kệ, mình cần lên đồ đã. Thắt lưng này dễ thương quá. Nhưng lại hơi nhỏ.
Thôi xong, móng tay mình gãy mất tiêu rồi. Đúng là thảm họa. Nhìn bố kìa, khổ thân móng tay. Lêu lêu, vừa vừa phải phải thôi. Chả sao, tớ vẫn cứu vãn được. Chắc sẽ dùng được này. Đúng rồi ha. Để sửa móng tay khẩn cấp, bắt đầu bằng cách dán băng dính lên móng tay. Dùng que gỗ để nhấn băng dính quanh móng của bạn. Tiếp theo, dùng bút 3D vẽ viền móng. Lột băng dính ra thôi nào. Dán băng dính lên mặt phẳng và hoàn thiện nốt phần móng. Tạo hình dạng oval. Dùng bút 3D để vẽ vào khuôn móng. Nhớ là tô cẩn thận không trơm ra ngoài. Tiếp theo, tạo một đường cong nhẹ bằng cách uốn móng quanh một chiếc bút chì hoặc thứ gì đó tương tự. Sau đó, lấy móng giả ra khỏi băng dính. Làm nhẹ nhàng thôi, chúng mình không muốn làm vỡ móng nữa đâu. Dùng kéo cắt móng để tỉa phần nhựa thừa đi này. Cắt theo đường mực ấy. Cuối cùng thì chỉ cần gắn móng thôi. Làm tương tự với những móng còn lại để có một bộ móng sang chảnh nhá. Đẹp quá gái ơi. Wow, tớ sẵn sàng rồi. Nhìn đẹp muốn xỉu luôn. Từ từ. Thôi thôi. Nhấc chân. Chị này bị sao vậy? Nhìn thời gian đi, tới giờ dọn dẹp rồi. Ra khỏi đây hộ cái. Đủ rồi. Chết này. Chạy ngay đi còn kịp. Chà, trò biết tay nhá. À, giờ sao nhỉ? Ít nhất đồ của mình đã sẵn sàng. Tớ chả quan tâm. Tuyệt. Hả? Ai thế? Ồ, wow. Đỉnh, chuyển luôn nha. Tự nhiên mình có cảm hứng quá. Và emoji thì có nghĩa là chơi đùa cùng các hình dạng. Mình vẽ hình tròn đẹp hết. À ha. Dùng chút quyền trợ giúp nào. Một lọ sơn mới toanh đúng là đỉnh. Ơ kìa, thế là thế nào? Cậu cũng chả quan tâm đúng không? Wow, không thể tin được cậu ta. Hả? Hay ho thế nhở? Chờ chút đã. Mình sẽ làm cách khác. Vào đó đi sân vàng. Hoàn hảo. Giờ bắt đầu cuộc vui thôi. Phun đầy nào. Xem mấy cái bong bóng này. Cả nhà có biết tớ đang làm gì không? Emoji đó, nhớ chứ. Nhìn khác biệt thật ha. Này Wendy. Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi chứ. Chắc là không thắng được của tớ đâu. Biết mà, đỉnh quá trời. Ước gì mình nghĩ dày đó nhỉ. Họ làm cái bè từ hoa luôn đó gái. Điên rồ nhỉ. Hay thật. Xin chào các nàng. Hả? Xin chào đàng ấy. Chúng tớ vừa nói về hoa luôn ý. Trông tớ xinh không? Ôi thôi đi. Ok, để tụi tớ vẽ cậu. Rồi ạ. Nhưng vẽ bằng cái gì? Mình chẳng có cây cọ nào. Chắc Wendy sẽ không để ý nếu mình lấy một cây ha. Thấy gì không? Cái này nhìn cũng ổn đấy. Tuyệt, giờ là một đường dày dặn. Này, đây là cọ của tớ mà Jennifer. Làm gì có. Không, xem tai họa cậu gây ra kìa. Chắc mình có thể làm gì đó khác biệt. Ok, cực kỳ khác luôn. Đầu tiên là nhúng đáy chai vào sơn. Rồi dùng ẻm để làm những bông hoa nho nhỏ. Cũng dễ nhỉ các cậu. Một vài bông nữa thôi. Tròn trịa hoàn hảo luôn. Giờ thử với những màu sắc khác nha. Bắt đầu trông đẹp hơn nhiều rồi. Thấy không? Được quá nhỉ. Chắc mình không thể sửa nữa rồi. Thật ra thì của tớ trông rất là tuyệt đó. Bất công. Ít nhất thì cậu cũng có cố gắng. Cho tớ sao? Cậu dễ thương quá, Jennifer ơi. Nào nào. Tí nữa cậu ôm tớ cũng được. Chỉ cần ngủ một giấc nữa là được đi xem kịch rồi. Hồi hộp và hóng quá à.
mà mệt mỏi thế này? Cảm thấy mệt quá, á chì, đau nhức khắp người luôn. Xin chào sâu ngủ. Âu, con mệt quá ạ. Để bà xem nào, con bị sốt rồi sao? Đặt cái này vào miệng này, siro ho sẽ giúp con khỏi. Há to nào. Eo ơi, con phải nghỉ ngơi đấy. Nhưng con vở kịch, con muốn xem ạ, à, con đợi lâu lắm rồi. Bà rất tiếc, con đang ốm mà. Ồ, khoan đã nào, bà biết cách giúp con vui lên rồi. Lấy một cái hộp ngũ cốc ra và cắt một hình vuông như vậy. Đặt hộp nằm ngang và dán một cái dải keo lên trên đó. Lặp lại bước này với các dải keo màu khác nhau. Cứ thay đổi màu cho đến khi đã dán hết hộp. Sau đó dùng kéo cắt cái chỗ keo nằm bên trên lỗ ra. Tiếp theo là lấy hai tờ khăn giấy và gấp chúng lại như thế này. Dán giấy vào bên trong cái hộp này. Rạch hai cái khe trên nóc hộp nữa và nhé que kem vào khe đó. Cuối cùng là vẽ các nhân vật lên thẻ và dán chúng vào que kem. Còn sẵn sàng xem kịch chưa nào? Wow, tuyệt quá ạ. Bà mang vở kịch về nhà cho con đây. Con thấy màn biểu diễn này thế nào? Woo, quá đỉnh. À, chi. Eo ơi, chà, hỏi mất vệ sinh đấy. Mong là bà không bị lây. Thế thì mình được bệnh cùng nhau rồi. Khổ thật. Chuẩn luôn, băm rang ngon hết sảy. Đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Hay là dưới đống gối này? Cậu đang làm gì thế? Đừng có ném gối vào tớ nữa. Cho tớ xem dưới chân cậu. Chẳng ăn thua gì, tớ tìm khắp nơi rồi. Thế làm sao hả nàng? Tớ làm mất một bên khuyên tai rồi, chịu không tìm được. Hả? Chà, cái lá này trông cũng giống đấy. Chờ tớ một chút, tớ có thể giúp cậu đó. Búp ba đê lại tới giải cứu nữa nè. Màu xanh đẹp quá đi. Trông nó lấp lánh kìa. Cả mặt sau của lá nữa. Tôi theo lá thật cũng vui ghê đó. Xong, giờ thì kéo nó ra. Trông gần giống đồ trang sức rồi. Giờ thì gắn móc vào khuyên tai nè. Tốt, sang bên kia nữa. Đeo được rồi này. Xem tớ có gì cho cậu nè. Đeo đi, xinh ghê. Để tớ đeo thử xem sao. Trông ổn không? Xinh. Ôi. Ôi trời đất, dễ thương quá. Trông giống hệt lá thật. Xinh thật đó. Chà, tốt rồi, cậu không phải lo lắng nữa nhé. Được rồi, chiến thôi. Thua rồi nhé. Đừng có đấu với tôi bằng cái đó. Bố lạ ghê, lúc nào cũng la lên với cái máy tính. Yeah, đúng rồi, chết đi. Mình muốn nhai cái gì đó. Cái này thì sao nhỉ? Nào, hạ anh ta đi. Nên nhai cái gì nữa nhỉ? Ô, tay Kitty. Xuyên nữa là mình hạ được anh ta rồi. Phải tiếp tục thôi. Gì nữa nhỉ? Tay mình thì sao ta? Ui. Yeah, đỗ này, thắng rồi. Giờ phải thắng đậm hơn nữa. Đúng vậy, đã đến lúc đeo kính thực tế ảo vào rồi. Biết mình có gì không? Tai nghe khổng lồ, mình sẽ nhai nó. Ôi trời, nhìn kìa, ở đằng kia. Tai nghe thật của bố. Mình cá là nhai nó sẽ đã nhất. Nhìn đẹp đấy. Mình sẽ lấy cái này. Mình có tai nghe rồi. Còn là đồ thân nữa, không phải cái khổng lồ. Mình thắng trận này rồi, mình giỏi nhất. Đợi đã, tai nghe của mình đâu rồi? Mình để nó ngay đây mà. Đợi chút đã. Mickey. Ôi không, bố thấy rồi, phải nhanh nhanh lên. Mickey, bố đã nói gì với con nào? Đưa đây cho bố, ngay lập tức. Bố nghiêm túc đấy. Không thể tin là con bé vẫn cứ thích nhai đồ vật. Đó là cái răng sao? Ôi không, bố ơi, chuyện gì vậy? Tai nghe, chụp được rồi. Bố thật buồn cười. Ê, đó là răng của mình cần gắn nó lại. Sao, răng đã trở lại vào miệng nơi nó sống rồi. Cái này cứng quá không nhai được, mình phải làm gì đó. Mình sẽ làm nó đẹp hơn với bút 3D. Mình thích màu xanh lá này, mình sẽ dùng nó đồ lên phần màu trắng. Yeah, không còn lỗ trên ốp tai nghe nữa. Nhưng phải tiếp tục, nó vẫn cần thêm màu xanh. Nhìn giống quái vật cây rồi đó.
Được đã, biết rồi, giờ phải thêm nhiều màu nữa. Nhìn này. Yeah, nhìn đẹp ghê. Dễ thương quá, mình giỏi việc này nhất. Đây là cái mình thích nhất, nó rất dễ thương. Bố ơi, nhìn xem con làm gì nè. Dễ nhìn đi ạ. Không, Mickey con yêu, bố đang muốn ngủ. Cái gì vậy? Thấy không, xem con làm gì được ốc tai nghe nè. Wow, đẹp quá. Và nhìn này, nó mặc đồ cùng màu với bố luôn, rất hợp nhau. Đây là món đồ thật nhất, nó còn cầm tai nghe nữa. Ồ, Mickey, cảm ơn con nhiều. Bố sẽ để nó vào đúng vị trí. Giờ nó có thể nhìn bố chơi game, con nghĩ sao? Yeah, nó sẽ giúp bố chiến thắng. Chắc chắn rồi, giờ chơi tiếp thôi, chết này. Và mình có hai cái, giờ mình có thể chơi với chúng. Tớ màu đỏ, còn tớ màu vàng. Vẫn chưa sáng bóng. Được rồi đấy, giờ chỉ cần lau sàn nữa thôi. Hả? Quá trời tóc ở đâu đây? Ghê chết mất thôi. Beautiful mất. Sốt xà lát mới ngon bá cháy. Sao lại có tóc ở đây? Không còn hứng ăn nữa. Cầm điện thoại đi. Không thể thế này được. Tóc ở đâu mà rải rác như rơm vậy trời? Cứ như mình sống với một con thú rụng lông vậy. Chuyện này có kết thúc không đây? Nó đến từ trên này. Phòng của Annie. Cuối cùng cũng đã tìm ra thủ phạm rồi. Thảm họa tóc này chấm dứt rồi. Annie. Hả? Nói là không phải đi. Annie của mẹ. Cái máy rụng tóc không giới hạn. Annie. Con làm rụng tóc khắp nơi rồi đấy, có biết không? Này. Mẹ ơi, sao mẹ phát điên lên vậy chứ? Con mới điên ấy. Tại tóc con ý. Tóc kẹt trong bàn chải rồi. Làm sao con lấy ra được cơ chứ? Mà này, biết đâu mẹ lại xử lý được. Đằng kia có cây lược à? Thế thì dùng lược lấy tóc đi. Ra ngay đây, thấy không con gái? Wow, dã man, cách đó mà cũng được nữa. Con có quên cái gì không vậy? Lược này làm thay đổi mọi thứ. Bởi vậy người ta mới gọi mẹ là mẹ siêu nhân. Sắp dọn xong phòng này rồi. Hả? Gì đây? Vụn bánh hả? Chào cưng, nhớ em không? Sao mi dám xuất hiện trước mặt ta hả? Xem đây. Món trà này ngon ghê, mình cảm thấy rất ấm áp luôn. Đừng mà, Ava. Sao con không để lên miếng lót ly hả? Quá trời vòng nước đọng trên bàn gỗ kìa. Không. Ác mộng. Nhưng mình vẫn có thể ngăn chặn điều này. Dừng lại Ava. Mẹ, sao mẹ làm thế ạ? Chà, mẹ đang lau dọn đấy. Mẹ không muốn con để lại nước trên bàn đâu. Thế nên giờ con phải cầm cốc một lát đó. Ok, mẹ có ý này. Đợi xíu nha, mẹ sẽ quay ngay lại. Mình có một lát cam khô này, nhìn xinh nhỉ. Và giờ mình sẽ dùng súng bắn keo để tạo một vòng tròn xung quanh. Đây sẽ là một khuôn cho keo resin. Mình sẽ đổ resin vào trong và lên trên miếng cam. Xong nhé, giờ để keo khô lại này. Tuyệt quá, mình sơn rìa màu vàng luôn. Để cái lót ly xinh xẻo hơn. Con yêu, mẹ đã giải quyết được vấn đề này rồi. Nè, một cái lót ly á. Nhìn xinh lắm mẹ, để con uống nha mẹ. Giờ mình thử cái lót ly thôi. Wow, hiệu quả thật nè. Tạ ơn trời Phật. Mình thích bỏng ngô. Đây là món snack mặn ngon nhất. Chà, tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa mà. Wow, sân này đẹp quá đi mất. Tớ sẽ nhấn một tấm nhựa lên trên nó. Cảm giác như căng thẳng cũng tan biến. Giống như một tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Hãy thử thứ gì đó khác nhé. Tôi sẽ dùng cây gạt cửa sổ để đẩy sơn trên khắp tờ giấy. Chắc chắn tôi sẽ treo bức tranh lên tường. Hoa văn hình sóng thì sao nhỉ? Đẹp quá đi. Lần này tôi sẽ dùng các đốm sơn. Tôi sẽ kéo tấm nhựa xuống, di chuyển từ bên này sang bên kia. Có thật nhiều cách làm và mỗi bức tranh đều độc đáo. Tôi có thể mở phòng trưng bày, kiểu gì cũng sẽ giàu to. Tròn như con gián. Cậu đùa tớ hả? Măm măm thôi. Riêng tớ, ăn cũng phải nghệ cả củ nhé. Aliup, sắp tới rồi, trúng luôn. Tớ biết, ấn tượng ha. Cậu đấu lại được không? Tớ còn nhắm mắt cũng làm được cho đó. Xem đây nè. Chuẩn bị mà trầm trồ đi. Mắt tôi. Lúc nãy cậu nói gì cơ? Cứ luyện tập đi, rồi cậu sẽ làm được thôi. Cô muốn các em vẽ cầu vồng.
nhớ vẽ cho thật đẹp vào đấy. Tớ thích cầu vồng. Chẳng thích màu mè tí nào. Giờ ai cười đây? Chỉ muốn bắt đầu ngay và luôn. Cầu vồng là thứ gì đó rất nhiệm màu. Cậu đang làm gì vậy? Đúng là mọt sách. Annie, em còn đợi gì nữa? Bắt tay vào vẽ đi. Thì cũng đành, nhưng mình chỉ thích màu đen. À, thôi làm cho xong đi vậy. Nếu cô muốn cầu vồng thì em sẽ vẽ cầu vồng. Đây sẽ là cầu vồng đẹp nhất. Em xong rồi, em đã cố khắc họa vẻ đẹp của nó. Cô thích không ạ? Chúng ta có Van Gogh của riêng mình trong lớp. Thế nào rồi hả Annie? Ta-da! Bình thường thôi, không cần vỗ tay đâu. Em đã nhìn thấy cầu vồng mà. À, lớp học này thật ngớ ngẩn. Đây là điều em nghĩ về cầu vồng đấy. Mà chờ một chút, cho em mượn bút nhé. Mình sẽ sắp xếp bút theo thứ tự của cầu vồng. Sau đó lấy súng bắn keo. Mình sẽ dán bút lại với nhau. Sau đó thì chờ cho keo khô lại. Giờ thì vẽ thôi nào. Mình sẽ di chuyển bút như thế này. Mình muốn tạo thành hình vòng cung. Wow, hết dễ con bà bảy. Các màu sắc đang hòa quyện vào nhau. Đây quả là cách vẽ siêu dễ dàng. Ok được rồi, nhưng vẫn chưa xong đâu. Mình sẽ dùng bút màu đen để vẽ cầu vồng trên túi đựng tài liệu. Không có cầu vồng. Cầu vồng. Rất hay phải không? Nhìn thấy nó nè. Biến mất rồi. Ồ, nó lại xuất hiện. Ma thuật gì vậy trời? Wow, tuyệt thật đấy. Việc của em xong rồi. Mà chờ một chút. Cậu mặc áo phông sặc sỡ quá kìa. Tớ cứ tưởng cậu chỉ thích màu đen. Hả? Không. Coi như chưa thấy gì nhé. Cấm nói gì, không thấy liệu hồn. Khóa miệng lại rồi. Mình sắp làm xong bài tập về nhà rồi. Đây sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp. Thật á, cho mẹ xem với. Không, tác phẩm vẫn chưa hoàn thành. Mẹ đợi xíu. Xong rồi bà. Và nó đẹp mỹ mãn. Mẹ thấy thế nào? Ồ, nó là gì? Một củ khoai tây à? Chờ chút, để mẹ thử nheo mắt. Ồ, giờ mẹ thấy rồi, là con vịt. Dạ, không. Mẹ đùa thôi, để mẹ nhìn gần hơn nhé. Phải nhìn rất gần mới biết. À, quá hiển nhiên mà. Nó là một quả chanh vàng. Không, không phải quả chanh ạ. Ừ, mẹ sợ là con sẽ nói thế. Khó thật đấy. Mình bỏ sót gì nhỉ? Mẹ đang đùa con à? Tất nhiên, rõ ràng đó là một quả chuối. Thôi quên chuyện này đi ạ. Mẹ xin lỗi con yêu. Nó là gì? Pikachu ạ. Thế à? Không ổn chút nào. Không biết mình được mấy điểm. F à? Thật là khủng khiếp. Chắc con bé sẽ buồn lắm. Nhưng mình đã có cách rồi. Mình sẽ đặt Pikachu ở đây. Cần gọt chiếc bút chì này chứ. Nhắc mà nhớ mình phải mua đồ gọt bút chì gấp. À, được rồi này. Mình lấy một chiếc bút chì khác, rồi buộc dây chun xung quanh hai chiếc đan chéo. Ở đầu bên kia mình sẽ làm tương tự. Tiếp theo mình sẽ tô theo viền của hình ảnh. Chỉ cần đi theo các nét cỡ sẵn. Bút chì thứ hai sẽ vẽ lại y chang trên tờ giấy trắng. Thế này dễ hơn nhiều so với tự vẽ bằng tay. Đó, đã xong hình vẽ, không cần bức ảnh này nữa. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu tô màu. Con thấy thế nào Eva? Wow, đẹp lắm ạ. Con cảm ơn mẹ. Thôi con đi học đi mẹ ơi. Không thì muộn giờ mất. Đi học vui nhé con yêu. Nhớ giành điểm A. Ôi không, Eva, đợi đã. Đói bụng quá đi. Muốn ăn gì đó? Cô giáo đang bận rồi. Cơ hội đây nè. Lúc nào mình cũng dự trữ sẵn đồ ăn vặt phòng khi cần. À, đây rồi nè. Phải nhanh tay mới được. Cô mà thấy thì sẽ bực mình lắm. Ai ăn kẹo đấy? Này! À, thôi mà cô ơi. Vừa như chưa thấy gì đi ạ. Gì? Gì cơ? Sao em dám? Không ngăn được em đâu. Thế gớm quá Eva. Thật sự không biết giấu mặt vào đâu luôn. Nhưng mình không hề hối hận. Mình sẽ giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng mà ăn vặt thế vẫn chưa thỏa mãn. Thật may mình đã giấu Bim Bim. Sắp được ăn ngon rồi. Nhưng mình cần giấu đi. Kệ, đút tạm vào hộp đựng bút. Cứ bình thường. Một ngày bình thường như bao ngày. Ngon tuyệt quá mèo. Thèm dã man luôn. Há miệng nào. Ồ, cảm ơn nhiều nhé. Mà chờ một chút, lạ quá. Mình không có bàn tay thứ ba. Xin chào Eva. Cấm mặn vào trong lớp, nghe rõ chưa? Vâng, em nghe rồi. Nhưng mà cô không hề nói gì đến donut. Em lại làm gì đấy hả? Chuyển hướng. Cô vẫn nhìn đấy. Sao cũng được, mình quá thông minh mà. Thấy rồi. Dạ, ngứa quá đi mất.
Có gì đó sai sai. Con bé tinh danh quá. Đã đến nước này thì phải hành động thôi. Mình biết con mannequin này sẽ hữu ích mà. Giờ thử ngụy trang cho nó thôi nào. Đúng vậy, cô đừng nhìn xuống đây. Tìm được cái hộp rồi nè. Mình giỏi ăn vụng ghê. Đây là chiếc donut hấp dẫn nhất mình từng thấy. Kem phủ màu hồng và kẹo rớt. Nghệ thuật đích thực. Donut ăn đi. Nhầm, cấm ăn nó. Cảnh báo rồi đấy. Không. Ủa, cô chọc à? Đưa cho cô. Chẳng công bằng tí nào. Tốt nhất là đừng có ăn. Thả ra, nghe không Ava? Giá mà em cũng cố gắng làm bài tập như thế này nhỉ? Thôi ngay, biết chưa? Giờ cô còn phải chấm điểm. Vâng ạ. Mà chờ một chút. Mình đã nghĩ ra ý hay. Đầu tiên mình sẽ vẽ hai hình tròn nhỏ, rồi nối chúng với nhau, rồi vẽ một đường cong ở phía trên. Tiếp theo mình sẽ vẽ kiểu hình sóng, liền một đường sang bên kia nhé. Rồi đến nửa phía trên nè. Sau khi phác họa bằng bút chì, mình sẽ tô lại bằng bút bi, giúp hình vẽ nổi bật hơn. Chỉ cần tô đè lên những nét thô cơ bản ban đầu. Mình sẽ không tô chệch nét nào, không muốn làm hỏng nó đâu. Trông y hệt một chiếc donut. Mình sẽ dùng một cục tẩy để tẩy đi phần chì, sau đó tô màu vào trong. Mình sẽ chỉ tô ở phần bên trong các đường lượn sóng. Đây sẽ là kem phủ nè. Khoái khoái chảy nước miếng. Tiếp theo là tô màu cho bánh mì. Mình sẽ dùng màu cam đậm. Đối với kẹo rắc, mình sẽ dùng bút xóa chấm lên, làm tương tự trên khắp kem phủ. Sau đó mình sẽ đổ bóng nè. Với bước này mình chỉ cần tô quanh các rìa, làm tương tự với kẹo rắc nữa nha. Việc này giúp chiếc bánh chân thực hơn. Vậy là đủ rồi. Sang bước tiếp theo, đã đến lúc vận dụng khả năng đánh cháo. Lại đây donut, và mình sẽ để hình vẽ vào trong hộp. Hả? Ai đấy? Rõ ràng có tiếng gì đó. Dạ, có gì không ạ? Em đang đọc sách nè. Ok, nhưng cô vẫn sẽ để mắt đến em. Ai mà biết sách lại hữu ích đến vậy. Che cho mình ăn bánh quá đỉnh. Đi nhanh đi nào, sang lớp tiếp theo đi. Cuối cùng tụi nhỏ đi rồi. Mình đã nhịn cơn thèm nãy giờ. Khoan, chuyện này là sao? Đây không phải là donut. Bị lừa rồi. Ava! Selfie. Nhìn dễ thương xỉu. Mong là mình chưa muộn học. Nhắc đến dễ thương. Nhìn đằng kia, Kevin đến. Ôi trời đất, trông tớ thế nào? Chào Kevin, đằng này nè. Chào đằng ấy, tớ đã mong sẽ gặp được cậu. Wow, người đâu đẹp trai quá. Tụi mình sẽ thật đẹp đôi. Không biết mình nên đặt tên con là gì nhỉ? Thôi kệ, nhưng chắc chắn rất cưng. Khoan, gì vậy trời? Không, không phải vậy đâu. Nói gì cũng được. Thôi tớ đi đây. Vậy là lại chỉ có mình. Này Ava, xem cái này đi nè. Hài dã man con ngàn. Xem một mình đi. Quá đáng thế. Ava, cậu đây rồi. Tớ mua kem cho cậu nè. Không, tôi không muốn ăn. Vị sô-cô-la đấy, vị cậu mê nhất. Không, lượn dùng cái. Nó sẽ tan ra mất. Ok, thử lại lần nữa nào. Về chuyện Kevin. Ôi, đi rồi. Khoan. Biết đâu mình có thể dùng cái này. Đầu tiên mình cần cắt giấy thành một hình tròn. Rồi mình vẽ một khuôn mặt. Mình sẽ vẽ biểu tượng cảm xúc cười ra nước mắt. Quen thuộc phải không? Giờ mình cần hình tròn màu vàng và hồng. Mình sẽ đặt chúng lên trên biểu tượng cảm xúc. Tôi sẽ trang trí miếng trên cùng bằng biểu tượng trái tim. Dễ thương xỉu. Nhìn mà xem. Sau đó xếp thêm hai hình tròn và vẽ thêm một biểu tượng cảm xúc. Lần này mình sẽ vẽ một khuôn mặt buồn. Vui lên anh bạn nhỏ. Mình sẽ đặt hình tròn màu hồng lên trên. Mình sẽ lật nó lại và dán que gỗ vào phía sau nó. Mình chỉ muốn được hạnh phúc thôi. Ava, cho cậu xem cái này nè. Lại gì nữa hả? Mặt cậu bây giờ thế này nè. Đừng có nhăn nhó phụng phịu nữa mà. Hài hước lắm. Tớ cảm thấy thế này. I love you. Cậu là bạn thân của tớ. Nói mà có biết ngại kìa. Ừ, tớ biết. Nhưng mà vui nhộn ha. Chắc là thế. Tớ xin lỗi Ava. Tớ không cố ý khiến cậu hiểu lầm. Chờ chút, cậu có nhìn thấy không? Không đời nào. Cậu hài hước quá Kevin. Kệ, chả phải gu của tớ. Cậu tự làm à? Và vì thế nên anh yêu em đó là la la. Hát đến tết công gồ mất. Mình đói lắm rồi này. Mình ăn nhá. Được chứ? Ngon quá nhá. Của em này, lãng mạn lắm luôn. Hình như anh quên mất cái gì rồi ấy.
chỉ, giờ này thì ai cần thìa chứ? À, ok. Ừ. Ngon phết. Nhìn thấy rủng mình, nhưng ảnh vẫn đáng yêu. Sao em không ăn đi? Em no rồi ạ. Nhưng mình muốn buổi hẹn thật hoàn hảo. Để anh tìm trong ba lô nhé. Quả trứng à? Sao lại có trứng trong này? Và một cây bút 3D. Khoan, mình có cách rồi. Lấy bút 3D vẽ quanh quả trứng nào cả nhà. Hãy vẽ một đường xoắn ốc ở một bên của quả trứng như thế này này. Giờ bắt đầu vẽ đường thẳng bên trong hình xoắn ốc, lấp đầy nó thôi. Khi đã xong thì lấy miếng nhựa khỏi quả trứng và gắn tay cầm cho nó nữa. Thế là có cái thìa rồi này. Tiếp theo là dùng bút 3D để thêm vài chi tiết nữa. Tớ đang vẽ hình bàn chân mèo này và các chi tiết quanh cái thìa nhé. Cuối cùng là một cái mặt bên trong thìa. Ezzy ơi, anh làm cho em nè. Cho em ạ, xinh quá đi. Ngon xỉu. Ơ kìa, ăn từ từ thôi em. Hẹn hò kiểu này vui quá đi. Không dám đi nhà hàng với em luôn đó. Nhưng vẫn cứ đáng yêu quá đi. Ok, mình chơi trò này đi. Tớ sẽ đặt vòng cổ dưới cái cốc này, xoay cốc vòng quanh. Nhớ để mắt tới cái cốc có chứa vòng cổ đấy nhá. Vậy chắc là đủ rồi. Ok, cốc nào có vòng cổ ở bên dưới? 1, 2 hay 3? Wow, bánh quy thơm nức mũi luôn bà con ơi. Bạn ấy kìa, ôi trời đất, bạn ấy xinh điên đảo. Mình mê mẩn mỗi khi bạn ấy xóa tóc kiểu truyền động chậm và có mắt kính tôn lên vẻ đẹp quyến rũ kia. Chắc chắn bạn ấy có thể đứng 20 trên 20. Chào cậu, cậu có muốn ăn thử bánh quy của tớ không? Ồ được, cảm ơn cậu. Ngon thật đấy. Nè, cậu cũng cắn một miếng đi. Nếu được thế thật thì còn gì bằng. Phòng này đâu ta? Được rồi, ghi điểm với nàng nào. Mình làm được mà, mình làm được mà. Sẽ ổn cả thôi. Ôi không. Ow, mình ngã đau quá. Ngã lên cái gì vậy? Khuôn cắt bánh quy. Wow, người đâu mà đẹp dữ. Thực ra mình mới nảy ra một ý hay cực. Mình sẽ dùng hai khuôn cắt bánh quy hình trái tim để tạo một trái tim. Đây rồi nè, và giờ mình sẽ phun vào giữa. Mình sẽ dùng cái xi lanh nhỏ này cho sạch và gọn. Vậy là xong, đèn UV sẽ giúp nó khô nhanh hơn. Nhưng mình cần kim tuyến đã. Những trái tim nhỏ và sao cùng các bông hoa này dễ thương xỉu. Và giờ mình sẽ xếp một cái chồng lên trên. Xuất sắc. Tớ làm móc hóa cho cậu nè. Wow, cậu làm cho tớ sao? Tớ thích lắm. Đi ngủ thôi. Tắt đèn đã, trời không ngủ được. Oops, chân tay mình lóng ngóng ghê. Ủa, hình như mình có đồ gì dưới đó. Có một cái hộp. Mình quên béng mất đống đồ chơi này luôn. Gì đây? Barbie, nhiều năm rồi không gặp bạn đấy. Đừng lo, tớ sẽ ôm bạn đi ngủ. Vui thật sự. Barbie, nhìn tớ xấu như ma. Chắc là mình đang mơ rồi. Mong là vậy. Cảm giác như thật đấy nhở. Nhưng Barbie ma quái cũng có lý. Tớ sẽ sửa cho bạn, đừng lo. Tút lại nhan sắc nào. Bạn vẫn là bạn tốt của tớ mà. Bắt đầu với trang phục này nhá. Bạn thích màu đỏ phải không? Chỉ cần đưa bút lên và xuống. Chiều dài hợp lý rồi đấy. Siêu dễ thương luôn. Bạn đã thấy vui hơn chưa nào? Và bạn còn chẳng phải đi mua sắm nhá. Cùng mơ đẹp thôi bạn yêu ơi. Vui ghê. Ngủ ngon nhá bạn Hiến. Váy mới này. Cảm ơn bạn. Mình phải làm xong đúng việc này trong hôm nay. Ổn áp rồi, nghỉ chút xíu nào. Tuyệt, cơ hội xài ké máy tính của mẹ là đây chứ đâu. Ủa Quang, tại sao lại không được nghỉ? Hay mình phải nhấn mấy cái nút này ta? Hả? Cửa buồng giam của tụi mình mới mở kìa ông. Ôi toang rồi, mình làm hỏng hết rồi.
cửa lại đây. Ok là chúc ông bạn vườn ngược thuận lợi. Chỉ là tai nạn thôi à, tôi không muốn vào tù đâu. Ui, hơi bị chói mắt đó nhở. Chào kinh, kinh mặt đừng phục trang xinh lắm. Xinh á hả? Thế anh có muốn ra khỏi đây không? Xong rồi cùng đi hẹn hò nè. Ơ kìa, có chuyện gì thế này? Ôi không không, để tôi cho cô biết sự thật này. Đây, thấy chưa? Đây mới thực sự là nó này. Khiếp, em ơi, sai quá là sai. Thử lại nào. Quan, chuyện gì thế này? Lạ lùng thật sự. Thôi mà mẹ, con là một tên tội phạm cứng đầu đó. Ôi giời ơi, làm gì có, con là bé ngoan của mẹ mà. Gì thế này? Chỉ là... Nghe này, để tôi chụp ảnh cho xong nhé. Ý trời ơi, phải cười lên cho tươi nhé bé con. Mẹ thôi đi, về văn phòng đi ạ. Rồi à, chịu hết nổi rồi. Bộ phim này kinh dị dễ sợ. Đổi kinh dùm đi trời ơi. Ủa, cậu để cái này ở đây đó hả? Tớ chưa từng thấy nó bao giờ luôn đó. Không biết là cái gì thế nhỉ? Ngọc trai thật hả ta? Sáng lóa mắt luôn. Madison ơi, có chuyện gì vậy trời? Wow, mình mặc bộ này hồi nào vậy? Ủa, hình như mình bắt được cái gì rồi thì phải. Là tớ đi Brian. Ít nhất thì tớ cho là thế. Tóc tớ xinh quá trời luôn nè. Wow, hai bạn đã cảm thấy hào hứng chưa nào? Ái chà, hôm nay có vẻ sẽ vui lắm đây. Nào, muốn quay chiếc nón kỳ diệu chưa? Đến lúc thực hiện một thử thách vẽ nữa rồi. Một, hai, ba, và... Tự mình quay được vỏ sò màu xanh nè. Ồ, tôi khoái mèo con lắm. Úng ba là gì bùa. Thôi nào. Đấy. Cô ấy xịn thật đó. Không biết có gì bên trong nhỉ? Một đồng vàng hả? Đến cậu đó. Không cần kéo tay tớ như vậy đâu. Tớ sở được cái gì rồi này? Một bé mèo con thật luôn nè. Ồ, em ấy dễ thương muốn xỉu luôn nhỉ? Không biết biệt danh của em ấy là gì ta? Gọi bé là kẹo dẻo đi. Cũng được. Mà sao tớ có mỗi đồng vàng này nhỉ? Nghĩ ra rồi, tớ sẽ tự vẽ bé mèo của riêng mình. Tớ chỉ cần một hình bán nguyện hoàn hảo thôi. Thế là mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhìn hợp lý quá nhỉ đúng không? Chỉ cần vẽ vài hình khác nhau là được một bé mèo cực xinh rồi. Và đừng quên tô màu nữa nha. Thêm một chút điểm nhấn nè. Và xong rồi, xinh thật sự luôn. Cảm ơn vì cho tớ cái này nhé. Wow, ai là bé cưng của anh nào? Kẹo dẻo ơi, cậu chẳng vẽ gì cả hả? Tớ bị phân tâm ấy. Cho ban giám khảo xem hình vẽ mèo của hai bạn nào. Chà, xấu hổ quá. Đây chính là bức tranh đỉnh nhất của tớ đó. Mèo. Đỉnh của mèo luôn. Cảm ơn ạ. Cậu chưa có cảm hứng hả Brian? Úng bắt là gì bùa. Hả? Kẹo dẻo à? Đến lúc quay thêm lần nữa rồi. Xem cái vòng ấy quay kìa. Màu cam mà. Đây là vòng bất ngờ đó nha. Tớ chả hiểu gì cả. Chọn tớ này. Tớ hiểu rồi. Một cái cần câu phải không? Dài bét. Khoan, tớ biết. Sao nào Brian? Một cái xe hơi nhỉ? Không, không phải xe hơi đâu. Là cái lăn đó. Ồ. Tớ có thể vẽ kỳ lân á. Tớ có đủ thứ in hình kỳ lân luôn. Tớ mê kỳ lân lắm. Thấy không nè? Nhỏ này cuồng lắm rồi. Đỉnh quá phải không?
Ok la, bắt đầu tính giờ nè. Vẽ kỳ lân dễ ở chứ gì. Chỉ cần một đống màu sắc tươi sáng và bút màu lông trên miếng nhựa còn hơi ướt. Thế là khi bạn tô những màu này cùng nhau và xịt vào đó chút nước thì những màu này sẽ hòa lại. Đặt thêm một tờ giấy nữa lên trên nè, và thế là hiệu ứng màu loang xuất hiện rồi. Dù bạn vẽ lên đó cái gì thì thế nào cũng vô cùng màu nhiệm cho xem. Bạn có thể tô màu đen là xong nè. Thấy hình tớ vẽ tương phản với nền không này? Đỉnh nhỉ. Hết giờ rồi sao? Bức tranh hoàn hảo của tớ đã hoàn thành. Chuẩn không cần chỉnh luôn. Mê bức này quá. Thế còn tranh của cậu thì sao? Cậu không vẽ gì hả Madison? Thôi tớ chẳng cần thêm mấy món đó đâu. Không, đã nói không cần mà. Rồi, thế thì thôi. Mình không muốn thấy cậu ấy buồn đâu. Này cho cậu tranh của tớ. Lại có thêm một bé kia lân nữa rồi. Hai người này dễ thương ghê. Các cậu đã sẵn sàng cho vòng này chưa? Màu hồng là một chú đại bàng. Chưa xong đâu nha. Gì cơ? Thế này là sao trời? Mật mã gì vậy trời? Để tớ nghiên cứu chút xem nào. Hơi bị xoắn não rồi đó. Không biết mình nên ăn gì vào bữa trước nhỉ? Cậu ơi biết phải làm gì rồi kìa. Tay mình đau quá. Nghĩ ra rồi. Mấy dấu X này giúp mình vẽ ra chú chim ưng đó. Giờ mình chỉ cần tô màu nữa thôi. Mình phải tăng tốc mới được. Trông ổn đó. Và thế là xong rồi bà con. Xong chưa? Vừa kịp giờ luôn. Xem này. Ấn tượng đó nha. Ngại quá đi. Tớ vẽ phong cách tự do à? Có cả kim tuyến nữa này. Cậu có thích không? Trông như một chú chim tiên cái. Ok. Chuẩn bị sẵn bút chì đi nào. Để coi. Màu tím nha. Nghĩa là vẽ khỉ đó. Wow, hai cậu sẵn sàng chưa? Này, cậu ấy muốn tụi mình vẽ khỉ kìa. Diễn đỉnh đó. Đừng giả khỉ. Vẽ khỉ đi bạn tôi. Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Này, muốn giúp tớ chút không? Thì ok. Để xem nào. Các cậu không cần phải mồm mè khi vẽ khỉ đâu. Bé khỉ này dễ thương nhỉ. Tôi có thể tưởng tượng ra cậu ấy kêu luôn ý. Wow, cậu đỉnh vậy. Tớ vẽ của tớ đây. Cho tớ một phút nữa đi. Thời gian là vàng bạc mà Madison. Tớ tự vẽ cái này đó. Ấn tượng nhỉ. Con của tớ là trông giống nhau vậy. Cứ như được vẽ bởi cùng một họa sĩ ấy. Lạ lùng ghê. Của tớ đó. Thật không? Rồi, của cậu nè. Của tớ đó, thấy không? Tớ tự hào lắm đó. Thêm một thử thách vẽ nữa nè. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Màu vàng là hình vuông. Chúc may mắn nha. Chắc là tớ sẽ làm được cái gì đó. Còn nít cũng vẽ được mà. Wow, cái đó học hình học hơi bị đỉnh ấy nha. Tớ chả cần cái này đâu. Thế này mới hay nè. Chắc sẽ xịn lắm cho xem. Để coi nào. Hình vuông đó. Cái đấy mà là hình vuông à?
Hay đấy nhỉ. Hình vuông nè. Ai mà chả biết ông ơi. Giờ cậu thấy chưa? Cậu ấy đỉnh thật sự luôn. Thông minh quá đi. Tớ chưa gấp hình của tớ mà. Đây, đẹp hơn chưa? Cậu cố gắng đó Brian. Hình vuông không hợp. Chỉ cho tớ với. Đơn giản lắm. Làm thế này nè. Giờ nối các đường cậu vừa vẽ lại. Bắt đầu có hình dạng rồi đó. Wow. Hai cậu đúng là những họa sĩ tiềm năng đó nha. Cảm ơn vì đã tham gia thử thách nhé. Wow, cậu có tin nổi không? Tụi mình phải kể cho mọi người chuyện này mới được. Của Brian hả? Đẹp quá, không thể ngừng nhìn luôn đấy. Lily xinh quá đi mất. Rồi sau này mình sẽ lấy chị ấy. Nhưng giờ mình cần ăn snack đã. Con đây rồi. Mẹ ơi, con đang ăn kẹo nè. Jared, sao răng đen xỉ thế kia? Bàn chải của con này. Con đi đánh răng đi, nhanh nào. Không. Phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, lên mạng tìm nhanh nào. Nhìn này con. Chị Lily kìa. Và chị ấy đang đánh răng. Wow, con cũng muốn đánh răng ạ. Nếu chị Lily đánh thì con cũng đánh răng. Bạc hả? Con sẽ nhảy giống chị ấy. Vui ơi là vui. Cẩn thận nào. Gì mà lớn tiếng vậy? Thôi kệ, mình cần lên đồ đã. Thắt lưng này dễ thương quá. Nhưng lại hơi nhỏ. Thôi xong, móng tay mình gãy mất tiêu rồi. Đúng là thảm họa. Nhìn bố kìa, khổ thân móng tay. Lêu lêu, vừa vừa phải phải thôi. Chả sao, tớ vẫn cứu vãn được. Chắc sẽ dùng được này. Đúng rồi ha. Để sửa móng tay khẩn cấp, bắt đầu bằng cách dán băng dính lên móng tay. Dùng que gỗ để nhấn băng dính quanh móng của bạn. Tiếp theo, dùng bút 3D vẽ viền móng. Lột băng dính ra thôi nào. Dán băng dính lên mặt phẳng và hoàn thiện nốt phần móng. Tạo hình dạng oval. Dùng bút 3D để vẽ vào khuôn móng. Nhớ là tô cẩn thận không trờm ra ngoài. Tiếp theo, tạo một đường cong nhẹ bằng cách uốn móng quanh một chiếc bút chì hoặc thứ gì đó tương tự. Sau đó, lấy móng giả ra khỏi băng dính. Làm nhẹ nhàng thôi, chúng mình không muốn làm vỡ móng nữa đâu. Dùng kéo cắt móng để tỉa phần nhựa thừa đi này. Cắt theo đường mực ấy. Cuối cùng thì chỉ cần gắn móng thôi. Làm tương tự với những móng còn lại để có một bộ móng sang chảnh nhá. Đẹp quá gái ơi. Wow, tớ sẵn sàng rồi. Nhìn đẹp muốn xỉu luôn. Từ từ. Thôi thôi. Nhấc chân. Chị này bị sao vậy? Nhìn thời gian đi, tới giờ dọn dẹp rồi. Ra khỏi đây hộ cái. Đủ rồi. Chết này. Chạy ngay đi còn kịp. Chà, trò biết tay nhá. Yay, yay, cuối cùng cũng nhận được. Hồi hộp quá, mình đã đợi nó không biết bao lâu rồi. Ok, phải mở ra ngay mới được. Xem nào. Mình rất nôn nóng muốn xem tất cả các màu mới. Yay, mình mở đây. Xem nào. Ôi chúa ơi, đẹp quá. Còn có bảng màu kim tuyến nữa chứ. Mình phải thử ngay bây giờ. Wow, không nghĩ là mình có thể ra khỏi đây. Yay, đây rồi, cây cọ trang điểm may mắn mình thích nhất. Tuyệt vời. Nào, mình sẽ bắt đầu với màu hồng nhẹ nhàng này. Biết rồi, cô ấy đang trang điểm, thêm màu sắc cho khuôn mặt. Màu này rất đẹp luôn. Hey, làm cho tớ với. Hả? Tiếng vo ve gì vậy nhỉ? Ha, cậu nghĩ sao về chuyện đó? Mình nhảy lên trên này rồi, giờ mình nhảy lên trên này nữa. Hả? Ra khỏi đây đi.
à, không thể tin nổi. Đủ rồi, đã đến lúc dùng phép thuật của mình. Đỡ này, đây nữa. Ok, xem nào. Hả? À, mặt mình bị sao vậy? Đó là những gì cậu phải chịu vì đã đánh tớ. Không, cậu phải làm tớ trở lại như cũ. Năn nỉ mà, tớ sẽ làm mọi thứ. Biết rồi, tớ cũng muốn bộ trang điểm này. Chà, tớ đoán là có thể. Ồ, tớ có ý này rất hay. Đến lúc dùng đất sét polymer rồi. Đây, mình đã làm phiên bản thu nhỏ của bảng màu. Giờ mình sẽ lấy dụng cụ đáng tin cậy và cạo một ít phấn của mình. Sau đó mình sẽ bỏ vào ô nhỏ ở đây như thế này. Tiếp theo, mình sẽ lấy màu vàng này. Giờ mình sẽ để một ít đất sét lên trên và nó sẽ đóng vai trò là cái nắp. Tiếp theo là tô màu để nó không chỉ có màu trắng nhàm chán. Màu tím này đẹp này, mình rất thích nó. Giờ là màu tím đậm hơn, cố gắng làm sao cho hợp với bộ lớn của mình. Xong, chỉ cần một bước nhỏ nữa là hoàn thành. Ta-da, hộp trang điểm y chang cho mình và nàng tiên. Đây này, tớ làm cái này cho cậu để cậu cũng có riêng một bộ. Yay, thích quá, tớ thử ngay đây. Giờ mình có thể tô lên mặt. Ừ, cậu sẽ làm mặt tớ lại như cũ chứ, năn nỉ đây. Chắc rồi, thỏa thuận là thỏa thuận. Phép thuật đến đây, xong. Ôi trời, còn đẹp hơn trước nữa. Ý, cảm ơn cậu nhiều, cậu là tuyệt vời nhất. Chắc chắn rồi, tớ rất thích những màu sáng này, chúng là đẹp nhất. Nơi này chẳng khác gì trong ảnh cả. Mình nên làm gì trước đây ta? Ừ, mình ghét xem thời sự. Khoan đã, tôi á? Vâng ạ, có chuyện gì thế ạ? Tên trộm này đang lùng sục khắp thành phố. Hãy trông coi đồ đạc cẩn thận. Tên này có thể nhảy qua bất cứ thứ gì. Cửa sổ khóa là tài đặc biệt của hắn. Một người qua đường đã thấy và đuổi hắn trên phố. Nhưng tiếc thay, hắn vẫn chưa bị bắt. Nếu có thông tin gì, hãy báo cảnh sát. Nhà bạn đang gặp nguy hiểm. Eo ơi, thế này ai mà dám ra đường nữa? Mình chẳng dám ra ngoài chơi. Đủ trang sức ở khắp mọi nơi. Cả tiền nữa đây này. Trừ khi... thật may mình đã thủ sẵn kế hoạch. Chờ xíu nha. Đường xa ghê. Nhưng trước khi mình dỡ đồ, để xem dạo này thế nào rồi. Tên trộm nhà. Cái thằng trộm xấu xa này. Được của nó. Hộp trang sức à? Hả? Chả có gì ngoài cái kẹp tăm. Mất công quá. Đồ có giá trị đâu hết rồi cơ chứ. Vẫn chả có gì. Không thể hiểu nổi. Nghĩ nào. Thùng rác. Không đời nào. Cảnh sát. Mình phải chuồn lẹ khỏi đây. Ôi không. Chả hiệu nghiệm kỳ diệu luôn. Và chỉ cần một quả bóng nhỏ thôi. Xem này cả nhà ơi, bạn có ấn tượng không? Thay vì những chỗ hiển nhiên, hãy cất trang sức ở những chỗ ít ai nghĩ tới. Sẽ chẳng ai nhìn trong này đâu. Vì vậy, nó là một điểm giấu đồ hoàn hảo. Hãy dùng một miếng bìa cắt tông như thế này. Và cắt một hình tròn ở chính giữa. Nhỏ keo nóng ngẫu nhiên lên bìa cứng để dán vỏ kẹo vào rác. Nhưng đừng để lộ bìa cứng ra là được. Cứ tiếp tục. Và khi đã phủ kín rồi, bạn đã có một chỗ giấu đồ cực đỉnh. Wow, cái màn hình này to thật đấy. Nhưng thế nào cũng đã còn mắt lắm luôn. Ok, trong này còn có mấy cái dây. Sao lắm vậy trời. Chắc cái này cắm vào phía sau nhỉ. Cái này ở đây. Rồi đến mấy cái dây này. Mệt bở hơi tai luôn. Dây dợ gì mà lắm thế không biết. Tớ vừa tự làm cái nhẫn cưng xỉu này nè. Úi giời, rối tinh rối mù luôn. Cậu có nhiều dây dợ nhở? Ê, sao tụi mình không thử dùng bút 3D này đi? Nhìn nhé, tớ sẽ để dây ở chỗ này, rồi dùng bút vẽ. Thấy không? Dây được cố định rồi. Ta-da, vừa gọn gàng vừa đầy màu sắc luôn.
Thế giờ tớ cắm dây nốt được rồi đúng không gái? Ôi hay quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Chồng cũng dễ thương, dễ sợ luôn ý. Liệu bạn có thể tạo nên nhiều đồ hay ho bằng một chiếc bút không? Nếu không thì chắc chắn bạn chưa biết đến bút 3D rồi. Vâng, thứ này có thể tạo ra nhiều món đồ tuyệt vời. Thực ra là mọi thứ luôn cả nhà ơi. Chỉ cần bạn sáng tạo một chút thôi. Và phải thật kiên nhẫn nữa nha. Rồi sẽ chỉ toàn niềm vui thôi. Được rồi cả nhà ơi, tớ lặn xuống đây. Nhỏ xíu. Ủa? Thôi rồi, mình phải làm gì bây giờ? Biết nè, dùng bút 3D đi. Nhìn cũng đơn giản đấy mà. Mình sẽ vẽ các đường thẳng qua ô trống này. Đấy là cái khung đấy mọi người. Rồi tớ sẽ vẽ các đường ngang để tạo hình lưới. Như vậy thì mọi thứ sẽ chắc chắn hơn. Ok, giờ mình tô bên trong này. Tớ sẽ vẽ các đường thẳng nằm cạnh nhau. Đấy, vậy là hết sảy rồi. Thế là toilet đã được sửa xong. Cậu ấy ngủ luôn hay gì vậy? Xong rồi. Hai cậu ấy chắc mắc lắm rồi. Yay, mình thích thổi bong bóng. Gì vậy? Nó vỡ rồi. Tôi không được. Mình chỉ muốn thổi hết số bong bóng này và làm mọi thứ đẹp hơn thôi mà. Ông tiên đây, tại sao con khóc? Con không thổi được bong bóng. Hiểu rồi, tình huống khó đấy. Được rồi, mình sẽ phải làm gì đó để giải quyết. Quên đũa thần đi, mình có bút 3D hay hơn. Ok, mình đã có khuôn mẫu ở đây, giờ dùng bút 3D thôi. Mình sẽ bắt đầu với màu xanh lá để làm cán đũa. Xong rồi, giờ có thể chuyển qua màu vàng để làm ngôi sao. Tiếp theo, màu đỏ cho vòng tròn. Bước này lại đơn giản rồi. Xong rồi, cây đũa thần dùng được rồi. Này, đây là đũa thần thổi bong bóng. Ta làm cho con đấy. À, xinh quá, và nhìn bong bóng kìa. Yeah, bong bóng rất đẹp. Ok, ta nghĩ ta phải đi rồi, tạm biệt. Hình như mình bị rụng chiếc răng lung lay đó rồi. Đến lấy đi nhé, tiên răng. Mình không thể chờ tới sáng. Mình sẽ không bao giờ quen nổi việc này. Kinh quá, dẹp hết đi. Hả? Jeez. Ôi không, mình phải sửa ngay thôi. Đũa thần gãy xừ mất rồi. Thế là hết. Em bé đang tỉnh giấc. Bạn làm vỡ chiếc đĩa yêu thích sao? Hãy dùng bút 3D để sửa nhanh nhé. Bước này làm hơi lâu nhưng không phí công đâu. Đã xong đường viền. Giờ thì kẻ đường thẳng như thế này nè. Chúng ta đã sắp xong một nửa rồi cả nhà ơi. Giờ thì làm tương tự với chiều ngược lại. Trông nó sẽ như thế này này. Đẹp phết nhở, cô bé sẽ không nhớ cái đĩa cũ nữa đâu. Của bé đây. Suýt thì quên mất. Mục đích mình đến đây là thế này cơ mà. Hình như có chiếc răng ở dưới này nhở. Thấy rồi. Quả xứng đáng một xu luôn. Rất vui khi được hợp tác cùng bé. Ôi trời đất ơi. Chào cả lớp. Em làm gì vậy hả? David, nhanh. Ôi không, tớ chịu áp lực không tốt đâu. Mời cô ạ. Có vẻ lạ, nhưng ok. Em xin phép cô về chỗ ạ. Suýt thì lộ. Nhưng thành công rồi. Xin lỗi, cô tới muộn. Ta bắt đầu bài học hôm nay nhé. Hả? Sao phấn viết không ra vậy? Hải dã man con ngan. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hay là bảng bị bẩn? Khoan, có gì đó ở trên bảng. Có phải xà phòng? Cô rất thất vọng các em ạ. Trò kinh điển luôn đó. Không sao, mình chỉ cần định thần lại. Đúng rồi,
mình có thể dùng sổ tay. Mình sẽ dán một dải băng dính vào rìa. Mình có sơn cho bảng đen này. Mình sẽ tô màu sơn này khắp cuốn sổ. Việc này thư giãn ghê. Gần hoàn thành rồi, mình sẽ để khô. Giờ mình có thể bóc băng dính ra. Cẩn thận không làm hỏng sơn mất. Mình không cần bảng đen nữa, mình có thể dùng sổ tay. Mình chỉ cần viết phép tính lên bìa sổ tay. Rất nuột luôn đấy. Giờ mình cần đáp án. À, chuyện gì nữa đây? Nào cả lớp, ai muốn trả lời nào? Em. Nhưng... Vâng. Đi lên đây. Làm lơ đi. Em không thông minh nữa hả? Ờ, vâng ạ. Em nghĩ mình biết đáp án. Đúng chưa ạ? Sai. Về chỗ. Cậu nghĩ cái gì vậy? Dành bớt thời gian đùa vớ vẩn và tập trung học đi. Để cô xóa số này đi. Em. Madison. Em ạ. Thôi đi đời nhà ma rồi. Cái gì vậy? Yay! Hả? Chào buổi sáng. Bắt đầu ngày mới tuyệt vời thôi. Đúng vậy. Hay là thế này. Vậy hả? Mình cũng làm được. Thú vị nha. Nhìn cậu có tóc sang chảnh vậy không? Làm gì có. Tóc tớ độc lắm. Còn có cả hoa nữa này. Thấy chứ? Ôi, mình cũng cài hoa được chứ bộ. Hoa này. Mà cài sao nhỉ? Khó chịu thực sự. Eo. Để coi nào. Mình cần cái gì đó để dính. Vậy là ổn. Biến mấy cái kẹp này thành vụ kiện xinh xẻo nào. Chỉ cần thêm vài thứ nữa thôi. Bạn thấy chứ? Dùng bút bắn keo để tạo ra một hình dễ thương nào. Mình chọn màu xanh dương mình thích nè. Các bạn thấy đường vẽ xinh xắn này không? Tiếp nữa nào. Dài hơn luôn. Sắp được rồi. Các bạn biết cách làm hình xoắn ốc to bự chưa nào? Nó sẽ cứng lại để giữ hình dạng luôn ý. Như thể mình tự làm một cái lò xo luôn. Nhún nhún nè. Giờ đặt cái kẹp lên tóc nè. Những màu sắc này nhìn vui nhở. Thiệt. Tớ suýt quên mất phần quan trọng nhất luôn. Lọn tóc của cậu xinh y như cậu luôn. Xem cậu ấy lắc hông kìa. Hey, yuhuu, cậu gọi món chứ? Ý là nó rất tuyệt. Anh bạn, cậu muốn gọi gì? Tránh ra đi. Mọi người cứ gọi tên tớ. Đợi đã. Stacy. Xin lỗi. Cậu thật tài năng. Cậu ta chẳng có gì đặc biệt. Tớ biết, đợi chút nhé. Kệ nó đi, tớ kể tiếp nhé. Tớ có thể nghe cậu kể chuyện cả ngày. Ôi trời, đúng rồi, nụ hôn đầu của mình. Hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy. Không, hôm nay là ngày tệ nhất. Mình không muốn nhìn. Sao cơ, Jake? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải như cậu thấy đâu, kệ cô ta đi. Tớ và cậu nãy giờ. Tớ định gọi lại mà, tớ thấy tội cô ấy. Cậu đùa với tớ à? Ôi trời, không chịu nổi cậu. Stacy, thôi nào. Xấu hổ ghê. Mình phải ra khỏi đây. Grace, đợi đã. Đây là cơ hội của mình. Quên cô ta đi, ngồi xuống nào. Không phải chứ. Còn lâu nhé. Không tin được là cô ấy làm thế với mình. Hay lắm, mưa rồi. Cứ như hôm nay chưa đủ tệ vậy. Mình còn không có áo khoác. Nhưng ta có. Chris, cậu xứng đáng với người tốt hơn Jake. Ý cậu là sao? Dĩ nhiên. Tớ không dám. Tớ phải đi. Nhưng áo của cậu. Chris, quay lại đi mà. Tớ xin lỗi. Một ngày đúng là tệ. Nhưng ít nhất mình đã về nhà.
Hy vọng Grace về nhà an toàn. Lẽ ra mình nên hôn cô ấy. Lẽ ra cậu ấy nên hôn mình. Mọi chuyện khó hiểu quá. Hy vọng soda có thể giảm nỗi đau này. Mình vẫn ngửi thấy mùi của cậu ấy. Mình thấy mặt Grace ở khắp nơi. Mình rất nhớ cậu ấy. Tôi nhớ cậu, Grace. Đợi đã, mình đang làm gì vậy? Mình có mắt như mù vậy. Dấu hiệu trước giờ luôn ở đó. Và thủ đô của mình không phải là Jake. Jake chỉ đang lợi dụng mình. Chris mới là người tử tế. Cậu ấy luôn quan tâm đến mình. Nhưng mình nên chọn ai đây? Ai tốt hơn? Chris? Hay Jake? Mình không biết phải làm gì. Tớ cần các bạn giúp bình luận cho tớ biết nên làm gì nhé. Các bạn ơi, ai là hoàng tử của tớ? Khó quá. Hôm nay khách vào chậm quá. Em đến cắt và tạo kiểu ạ. Ồ vâng, rất vui được đón tiếp. Mời em ngồi ghế bên này. Dạ, cảm ơn anh. Thời tiết bên ngoài thế nào em? Vẫn nóng à? Ok, thế em muốn cắt kiểu gì ấy nhỉ? Em muốn tỉa chút xíu phần ngọn thôi. Tỉa phần tóc trẻ ngọn đấy ạ. Được chứ, anh chuyên tỉa tóc trẻ ngọn mà. Để anh điều chỉnh ghế đã nhé. Thêm một chút nữa thôi. Thêm một xíu. Được rồi, anh bắt đầu cắt nha. Tóc em đẹp thật đấy. Chắc em chăm sóc kỹ lắm phải không? Hình như phần này hơi rối thì phải. Có vấn đề gì vậy anh? Sao anh lại dừng lại thế? Không có gì, đừng có lo nha. Anh đang xem xét tóc em thôi. Ôi giời ơi, lược gãy làm đuôi rồi còn đâu. Mặt anh như thế nghĩa là sao ạ? Không có chi, anh đang chải tóc mà. Phải làm sao bây giờ, lược xịn nhất của mình đấy. Khoan đã, chuẩn rồi, bút ba đê yêu quý của mình. Khỏi lo gãy lược nữa. Mình đã in hình của một chiếc lược ra. Giờ thì tôi theo nó là được. Mình sẽ tô màu bằng loại mực 3D hồng yêu thích. Ok, rất chi là ổn áp luôn này. Được rồi đó, nửa trước của cây lược. Và giờ chúng ta bắt đầu với tay cầm. Mình sẽ dùng màu xanh lá mạ. Màu này đẹp quá cơ, bình thường mình không hay dùng nó lắm. Và vì đã mất công làm rồi thì phải làm cho đẹp chứ nhở. Khi hoàn thiện phần này, mình sẽ làm thêm vài bông hoa nữa. Ok, gần xong rồi. Và voila, lược mới đây. Ồ, em ấy ngủ mất rồi. Mình phải nhanh nhanh cái tay mới được. Chải tóc tiếp nào. Xin lỗi ạ, chắc em đã ngủ gần một lát phải không anh? Wow, tóc mình có xoăn được như thế không nhỉ? Cứ thử thì mới biết được. 1, 2, 3, 4. Ồ, vẫn thẳng tuột thế này. Mình sẽ làm hết các lọn cùng lúc. 1, 2, 3, 4. Được rồi, mình sẽ dùng dây chun buộc lại. Lần này chắc chắn là được. Kết tóc nhiều khi cũng làm xoăn nè. Tốt nhất là giữ cho thật chặt đấy. Không xinh lắm nhưng cũng kệ đi. Mình sẽ chẳng bao giờ có tóc lộng lẫy như trong tạp chí. Tại sao con khóc Annie? Vì con không xinh được như chị kia. Dù làm xoăn không phải nghề của bố, nhưng bố sẽ giúp con. Trước hết chúng ta phải chải thật mượt đã. Rồi xoắn thế này. Rồi thế này. Au, bố. Ôi không. Sẽ mọc lại thôi. Mà chờ chút. Đúng rồi. Trước tiên, xịt nước vào lọn tóc. Rồi dùng tay cầm của lược làm lô cuốn. Cứ thế cuốn tít lên trên. Oh hello, tóc xoăn. Wow. Ai cần máy làm xoăn nóng cơ chứ. Và không lo, nhiệt gây hư tổn. Con cảm ơn bố. Thật mừng là bố nghĩ ra cách này. Nhẹ cả... Hai em kiểu lần này đã đồng ý làm đám cưới trong buổi lễ hôm nay. I love you. Trời ơi, hết rể con bà Bảy. Nếu không ai phản đối thì hai con có thể trao nhẫn cho nhau. Trao nhẫn à? Phải rồi. Trời đất ơi, đâu mất dư rồi. Mình cứ tưởng là đã để trong túi rồi chứ. Này, có việc khẩn, chiếc nhẫn biến mất rồi. Cái gì vậy trời? Hả? Quỷ thân ơi, cậu ta là mất nhẫn. Chờ chút, mọi người tìm cách đi nào. Đám cưới trong mơ của mình sắp tan tành rồi. Mình phải nghĩ ra ý gì chứ. À, vòng cổ của mình. Đợi tới một giây nhé. Mình có hạt cườm và máy ép tóc nè.
tớ sẽ bọc giấy sáp lên phần lưỡi nóng. Tuyệt, mình sẽ xếp chúng theo màu cơ vồng. Giờ thì ép hạt nè. Như vậy đấy, hạt gườm đang chảy ra vì sức nóng. Ngon lành rồi, mấy em đã chảy vào phẳng phiu. Giờ hãy cuộn lại thành nhẫn thôi. Nhìn nó nắp quá đi. Giờ mình sẽ đeo nó vào ngón tay. Thế là xong, kế hoạch đã thành công. Cái nào cũng vừa hết trơn. IQ của mình vô cực ghê. Đợi đến lúc giải cứu đám cưới. Bắt lấy nè. Tuyệt, ok, được rồi. Wow, là nhẫn cầu vồng, đỉnh thế cơ chứ. Ok, giờ anh đã có nhẫn. Nào để anh đeo cho nhé. Đã bảo là em không phải xoắn mà lị. Ok, giờ hai đứa đã kết hôn. Woohoo, bắt đầu tiệc thôi. Anh DJ này cháy quá. Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình nghĩ mình đã quẩy hơi quá rồi. Không tin nổi là tớ sắp kết hôn. Wow, tớ rất mừng cho cậu. Cạn lon. Mình không bao giờ làm thế nữa đâu. Phải tỉnh táo lại mới được. Nhìn đống bừa bộn kìa. Tuyệt, giờ thì lại phải dọn dẹp nữa. Wow, lớp trang điểm của mình bị sao vậy này? Đợi đã, mình vừa nhớ ra chuyện gì đó. Mình nghĩ là mình đã đến câu lạc bộ. Woo, vỗ tay cho Mia nào. Quẩy thôi. Oh yeah, các cô em xinh đẹp. Tới phiên ai hát nào? Hả? Oops, xin lỗi, đi thôi. Wow, xấu hổ quá. Và nó ở trong phòng tắm của mình. Toilet của mình bị sao vậy này? Kỳ lạ ghê. Hy vọng là không còn điều gì tồi tệ hơn nữa. Đợi đã, đây là buổi tối tuyệt nhất. Chúng ta nên làm như vậy mỗi cuối tuần. Mình sẽ không làm nó mỗi cuối tuần đâu. Người mình chỗ nào cũng đau. Hả? Cái này đâu ra vậy? Chơi thôi. Tớ muốn được puppet. Tiếp đi. Woo! Chúng ta làm được rồi. Cũng không tệ lắm. Ôi không, nhẫn của mình. À! Không hay rồi. Mình đang ở đâu á? Mình phải làm đám cưới mà nhỉ? Mình cần một cái nhẫn. Phải nghĩ ra cái gì đó mới được. Bắt tay vào việc thôi. Đầu tiên, mình cần khay bánh muffin. Mình sẽ đổ nhựa epoxy trong suốt vào khay. Sau đó, thêm vài giọt màu đỏ. Bây giờ thì trộn đều lên. Mình có thể dùng cọ vẽ để trộn. Trước khi nó cứng lại, mình sẽ đè một cái nhẫn lên. Chắc là được rồi đấy. Yay, vừa kịp lúc. Làm đám cưới thôi. Mình thích sô-cô-la. Nãy giờ anh lo quá. Ủa anh yêu, không được quên nhẫn nhé. Vừa y luôn. Ủa, lãng mạn quá. Chúng ta kết hôn rồi. Giờ mình sẽ hôn cô dâu. Ngọt quá trời. Làm mình được truyền cảm hứng lắm luôn. Chuyện gì ở đây thế nhỉ? Em biết luật mà cô bé. Cấm ăn kẹo. Ai lại cần nhiều đường như thế chứ? Cục kẹo này sao thế? Em muốn giải thích không? Xịn cô nhỉ? Em tự làm đó ạ. Làm cô tò mò đấy nha. Hôm nay có gì mà đông vui vậy? Cái gì thế? Cô hiệu trưởng. Cấm ăn kẹo nhá. Giờ hai cô trò sẽ bị phạt. Không, khoan đã. Wow, nơi này là sao? Chú ý giúp tôi nào hai cô trò. Đến lúc cầm họa cụ lên rồi. Tiếng chìm hót đấy nha. Và đây là thử thách vẽ đầu tiên. Để coi. Cái khăn. Vòng này cũng không khó lắm. Cái gì? Có phải thứ mình đã nghĩ không? Biến khỏi đây coi con chim hâm. Ít nhất thì mình cũng không bận rộn như cô. Thật ra mình có cái này để giành lợi thế này. Sao lại có cái này ở đây chứ? Kệ xử đi. Đang nói cái gì nhở? Hả? Đùa mình hay gì vậy? Ok. Đây rồi này. Đồ của mình. Chán chưa? Lại một quyển sách dở òm. Bỏ tay luôn. Kính bơi hả? Chả có cái gì hữu ích hết á. Sao lại có công thức toán? Mình đâu có hiểu mấy cái thứ này. Mà nghĩ lại thì mình có thể dùng số để vẽ. Khi vẽ xong phần thân thì mình có thể dùng một vài con số thần kỳ á. Và trên đầu nữa. Bắt đầu giống một chú chim rồi này. Đợi đến khi tớ tô màu này.
Cậu ổn chứ bé chim xinh xẻo? Tớ sẽ cho cậu những chiếc lồng vũ đáng yêu. Lồng vũ màu cầu vồng đó nha. Xong rồi nhé. Cô thấy sao ạ? Trong hình có các con số á cô? Đẹp tuyệt. Còn cô? Tôi đang gặp chút chuyện xui xẻo ạ. Nãy giờ tôi vẽ được vậy thôi. Eo, em thắng vòng này Annie ạ. Ồ, yay, chào em ạ, em xin. Sao tôi có thể vẽ khi bị vậy chứ? Đáng lẽ mình phải nghĩ tới vụ này. Thử thách tiếp theo đã tới rồi đây. Cô từng nhìn thấy rất nhiều quả táo rồi và cô biết cách bắt đầu đó, và một vòng tròn hoàn hảo cực kỳ quan trọng. Nhưng vẽ cái cảnh ở đâu nhở? Vòng tròn này chiếm trọn tờ giấy rồi. Dùng giấy hình vuông nào. Tìm cái gì lấy cảm hứng thôi. Khoan, mình nhìn thấy một quả táo hoàn hảo. Hình như cô đang tập trung chuyện khác. Triển nào bà con. Nhiệm vụ bất khả thi quả táo bắt đầu. Mình đã có hàng đây rồi. Cắt một đường gọn gàng là được. Hả? Con bé Annie làm gì thế? Này em kia, ngồi xuống. Em xin lỗi. Trời ơi, suýt thì được rồi. Thôi thì biết gì vẽ đó vậy. Ví dụ như từ Apple này. Dễ ẹt luôn. P-P-L-E. Mà chờ chút. Nếu mình chia từ này thành 5 hoặc là một quả táo. Mình sắp vẽ xong luôn rồi này. Ok, vẽ to gấp 5 lần luôn này. Ai biết những con số có thể tạo ra một nửa trái táo chứ. Chả biết được ban đầu nó là một con số luôn. Nhất là khi bạn chưa tô màu. Khi hòa màu đúng thì quả táo sẽ nhảy khỏi trang luôn. Không thể quên cái cuống nha. Tạo một chút chiều sâu này và thêm chút chi tiết nho nhỏ nữa. Và quả táo này trông ngon quá trời rồi. Các bạn đồng ý chứ? Ta-da! Xong rồi đây. Cô cũng thế. Nhìn thật quá. Còn hình này? Chán. Chả, vòng này dễ rồi. Hoan hô Annie. Thắng rồi, tuyệt. Ước gì mình có táo thật nhỉ. Cổ cũng thế. Có người ăn sạch quả táo này rồi. Ha, may mà quả của em tươi giói. Bé cưng của mẹ ơi. Đẹp trai ghê. Hay là hai cô trò vẽ bé nhà tôi nhé. Dô. Lên luôn. Mình là chuyên gia về cún đấy. Cún có đầu, thân và bốn chân này. Nhưng nhìn nó hơi bị chán nhở. Phải thử lại lần nữa mới được. Phải to hơn một chút mới được. Vẫn xấu. Không. Vẫn xấu ỉn. Này. Hả? Cái gì? Bình tĩnh. Này, mình có ý tưởng rồi nha. Mình sẽ vẽ bằng bàn tay. Vì khi mình có nét rồi thì mình có thể sáng tạo với các chi tiết. Tin cô đi, thầy nào cũng xịn lắm các em à. Thấy chưa? Giờ chỉ cần chút màu mè thôi. Và cậu nhóc này sẽ cần chút màu sô-cô-la ngọt ngào. Không thể quên cái lưỡi màu hồng nha. Đặc điểm của mấy chú cún mà. Ta-da! Thấy ok không nào? Giống nhau quá trời luôn. Còn của em. Annie ơi. Cái gì? Không vẽ sao? Vậy là cô thắng rồi cô em à. Nhìn ngon quá trời luôn. Cảm ơn. Cún sô-cô-la đó. Mình sẽ bắt đầu với em này. Nhìn ngon quá. Béo thật đấy. Bất công quá. Bình tĩnh nào em, lấy một đi. Ôi, thật ạ. Em xin. Đúng rồi. Chúng ta vẽ kiểu siêu thực nào. Các cô. Này. Chúng tôi xin lỗi cô. Chúng tôi sẽ vẽ cái tay sao? Dạ rồi ạ.
mình có kế hoạch rồi. Để coi, cái này được nè. Nhưng cái này còn xịn hơn. Tuyết, giúp tớ một tay nha bố. Còn bây giờ mình chỉ cần vẽ theo đó mà thôi. Vòng này đơn giản như đang giỡn. Này nhìn nè. Đợi một chút. Thật luôn hả? Ok. Cái này vui quá ta. Thật ra thì biết rồi. Ngoan quá. Hả? Annie? Hả? Chả, kỳ cục thế nhở? Cô có giấy tay không ạ? Hả? Thôi đi, cô đang cố vẽ đó nha. Ừ. Khoan, biết sao không? Thể nào cũng hữu ích cho xem. Hội họa được truyền cảm hứng, chứ không phải sao chép. Những ngón tay vặn vẹo này là mình nghĩ ra rồi nè. Nêu đỏ không bao giờ lỗi mốt nhỉ. Bắt đầu thành hình rồi này. Hoàn thành nhé. Cô hiệu trưởng đi đâu rồi? Ừ, thôi kệ. Nào, giơ tay lên. Ok. Wow, sao cô vẽ được đẹp vậy? Của mình nhìn chán như con rán á. Mẹ. Ôi là trời, quá đẹp. Cô đang vẫy cái gì vậy? Là quà cho cô chứ đâu. Ui, món này là quá đỉnh. Cô là nữ hoàng hội họa này, thích không? Tuyệt quá. Đừng có mơ nhé. Xin chào cả nhà, hai cô trò vẽ cái này được không? Giờ bắt đầu thôi. Cái này đơn giản như đang giỡn. Hồng là tên của vòng này đấy nha. Oh yeah. Đầu tiên là cốc giấy này. Mình thích nhất hồng pastel á. Con bé còn chẳng thèm đo nữa. Hình như là khoảng 12 cm. Và giờ tới phần ngon lành nhất. Tuyệt quá. Nhưng hình như màu xanh lá hơi sai rồi. Sao cơ? Sao lại là kem chứ? Wow! Em đâu có định vẽ cái này. Em thích ăn rau à? Đúng là nghiệp dư. Cô thấy càng thật thì càng tốt. Bắt đầu với muỗng kem to và béo ngậy. Màu sắc luôn là bước thứ hai. Như vậy mới có được một hình vẽ đẹp. Hiểu ý cô chứ? Không được vẽ sai mấy chi tiết nhé. Thấy không? Kem đó. Được viết ngay trên cốc luôn. Và giờ là lúc tô màu. Cốc kem này làm mình đói ghê. Khi bạn vẽ thật tâm huyết thì đây chính là thành quả. Sắp được rồi. Chỉ một chút chi tiết nữa là được. Và đây, sắp xong rồi. Hãy chiều đãi thị giác của bạn nào. Hả? Để tôi coi nào. Đây mới là tuyệt tác chứ. Nè. Dạ. Wow. Nó biến hũ kem này thành hàng thật này. Đây chính là phần thưởng tuyệt nhất. Như tra tấn luôn. Mình ghét súp lơ lắm luôn. Eo, vị như cây vậy. Món này phải gọi là đỉnh của trứng. Mình nên làm danh hài mới phải. Hả? Có người gọi cửa. Ra kiểm tra xem nào. Cuối cùng bà cũng đi rồi. Vui chơi thôi nào. Chắc sẽ tuyệt lắm cho mà xem. Mình đã luyện kỹ năng vẽ thượng thừa. Wow, trứng này y như thật. Đôi khi mình cũng phải tự bất ngờ. Giờ thì đổi nhanh nào. Mình sẽ đặt những quả trứng thật bên cạnh bức tranh. Ê Luna, muốn ăn thử trứng không? Có chứ. Tớ sẽ thử bên này. Ủa, đây là tranh mà. Lêu lêu. Đây mới là trứng thật. Và của tớ hết. Ngon quá. Chẳng công bằng gì cả. Cậu rào hàng lễ phép thật đấy. Ủa, cái gì vậy? Trứng của mình đâu? Mấy nhóc trộm trứng. Bị bắt quả tang rồi. Vậy thì chỉ có một cách thôi. Bà ơi, không. Có chuyện gì vậy? Bà là phù thủy ạ? Vậy các cháu thích vẽ à? Chà, đã đến lúc thực hiện thử thách vẽ. Bà đang đùa cháu à? Ôi, bà mình nghĩ ra ý tưởng thật điên rồ. Ủa?
Ồ, nhìn rõ rồi. Đợi chút, đợi bà một xíu nhở. Chúng ta nhanh lên được không? Ồ, bà nói được rồi. Hãy đến với thử thách đầu tiên. Vẽ gấu Teddy dễ thương. Thật sao? Wow, tưởng gì hay lắm. Việc này dễ ợt thôi. Hãy xem này. Một chú gấu Teddy đáng yêu. Khoan, nó không đẹp. Con gấu này sẽ vào thùng rác. Thử lại một lần nữa xem nào. Thật ra thì chuyện này cũng không tệ. Không dễ thương lắm. Mình không thể đưa cho bà. Bà sẽ sợ xanh mặt. Mình phải làm gì bây giờ? Việc này khó hơn mình tưởng. Chờ đã. Có cách rồi. Mình sẽ sử dụng nút ma thuật. Mong là hiệu quả. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Wow. U là trời. Một cây bút chì huyền bí. Tuyệt vời ông mặt trời. Quá trời màu sắc luôn này. Bắt đầu thôi. Mình sẽ vẽ các vòng xoắn nhỏ như thế này này. Và nó sẽ có nhiều màu sắc. Mình có linh cảm rất tốt về lần này. Vậy là xong cánh tay. Tiếp theo mình cần vẽ phần còn lại của cơ thể. Đợi tới khi bà thấy tác phẩm này, bà sẽ rất ngạc nhiên cho xem. Nhưng nó cần phải hoàn hảo hơn. Trông nó thật mềm mại. Giờ mình có thể vẽ khuôn mặt, rồi vẽ thêm nụ cười thật tươi. Một chú gấu bông vui vẻ. Nó sẽ ôm một trái tim. Còn gì tuyệt hơn thế này được cơ chứ. Giờ mình sẽ tô màu đỏ cho trái tim. Nhìn thôi đã thấy vui trong lòng rồi. Ước gì mình có gấu Teddy như thế này. Bà ơi, con xong rồi. Hả, cái gì thế? Annie, dừng lại. Tớ đang cố tập trung. Giấy này đâu thể tự cắt được. Nhưng mà chúng mình phải vẽ cơ mà. Cậu đang làm gì thế? Cậu không muốn viết sao? Đó là bí mật. Đúng thứ mình đang cần. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ cần keo. Mình sẽ dán hình tròn vào giấy. Sau đó dán thêm một hình tròn nữa. Đây sẽ là mắt của gấu bông. Nhưng em ấy sẽ cần thêm một mắt. Mình sẽ dán ở bên này. Cũng ổn áp đấy. Đây là cái miệng. Bôi một ít keo này. Sau đó mình sẽ dán răng vào. Răng sắc như dao cạo. Vui quá đi. Đây không phải là con gấu bình thường. Em ấy sẽ có sừng màu hồng. Wow, nhìn nó xem. Đây là một kiệt tác. Picasso sẽ rất tự hào. Khoan, vẫn còn thiếu gì đó. Mình cần phải đóng khung. Giờ thì có thể treo trong triển lãm rồi. Đã xong. Gấu của cậu đấy á. Xong rồi à? Để bà xem nhá. Khác nhau quá nhở. Bà nghĩ cả hai đều thắng. Làm tốt lắm. Bà đang đùa cháu à? Tớ hài lòng. Đánh bóng một chút xíu ở đây. Rồi đổi bóng ở kia. Bà biết mình đang ở đây chứ? Hình như là không. Đã có rồi này. Đây là thử thách tiếp theo. Một chiếc váy lộng lẫy. Giấy đâu ạ? Gì cơ? Phải. có ngày. Của cháu đây. Hả? Không đời nào. Sao bà làm được vậy? Chỉ có thế này thôi sao? Tớ có quá trời ý tưởng. Phải uống hết nước ngọt đã. Mình đã uống quá nhiều. Phải vào nhà vệ sinh thôi. Trường hợp khẩn cấp đấy. Được rồi, nhưng nhanh lên. Cháu cảm ơn bà. Cậu ấy đi đâu vậy? Thôi kệ đi. Mình phải làm gì bây giờ? Mà chờ một chút. Biết đâu mình có gì đó hay ho trong ba lô. Mình phải giặt ba lô thôi. Có con rán à? Thương quá đi. Của chị cu. Em sẽ là thú cưng của chị. Nhẹ cả người. Con rán thấy gớm quá. Này, tên em ấy là Frank. Em ấy rất nhạy cảm về ngoại hình của mình. Ghê quá Mao ơi. Đừng có xấu tính. Có phải giấy vệ sinh không? Đây là xu hướng thời trang mới à? Xấu hổ thế nhở, không biết giấu mặt vào đâu. Đừng cười nữa, ai mà chẳng từng bị thế. Tớ nảy ra một ý tưởng. Dùng ở đây được chứ? Ok đấy. Không thử thì sao biết. Đầu tiên mình sẽ gấp giấy vệ sinh như thế này. Tiếp theo mình lấy hồ dán. Mình sẽ trà hồ dán lên eo của người mẫu. Sau đó dán giấy vệ sinh lên. Tạo kiểu xếp ly nhá. Mình sẽ làm thành chân váy. Dễ thương muốn xỉu. Nhưng nó có thể đẹp hơn. Mình sẽ cắt một hình tròn từ giấy vệ sinh. Hiện tại nhìn nó khá cơ bản. Nhưng mình sẽ biến đổi nó. Và mình chỉ cần một cây bút chì. Mình sẽ đặt phần cục tẩy lên hình tròn. Đặt ở chính giữa luôn nhá. Sau đó thì xoắn vài vòng. Bây giờ mình sẽ xoa nó lên hồ dán. Tiếp theo là gắn chúng lên váy. Trông giống như bông hồng. Gắn một bông lên tóc của người mẫu này. Thế này mới gọi là sành điệu. Em ấy xứng đáng được đi trên sàn diễn. Giúp chiếc váy lấp lánh hơn nào. Bao nhiêu ngọc trai cũng là không đủ. Thật là phong cách. Phải cho bà xem mới được. Mong là bà sẽ thích. Wow, rất ấn tượng. Sao mà thắng nổi đây?
biết rồi này. Frank có thể giúp mình, đừng lo, chỉ là đồ nhựa thôi, mình sẽ dán nó ở đây. Cậu ấy cũng cần có bạn. Đây sẽ là chiếc váy có 102, nhưng nó vẫn sẽ thời thượng. Wow, thích quá đi. Mẹ thiên nhiên sẽ rất tự hào. Mình còn muốn mặc nữa. Bà ơi, bài gì thế này? Cái gì? Eo ơi, đây mới là váy này. Wow, cả hai đứa đều rất tài năng. Chiếc váy của Annie rất thú vị đấy. Đó là bọ á. Ick. Ok, đến lượt Luna. Thật thanh lịch, đẹp tuyệt vời. Luna là người chiến thắng. Dạ. Woohoo. Nghiêm túc đấy hả? Nana. À, không ngủ được. Bực mình ghê. Thật vô nghĩa. Mình cần gì đó làm mình phân tâm. Điện thoại sẽ được đấy. Để xem nào. Wow, nhìn cơ bắp kìa. Cậu ấy đúng là bad boy. Chris, cậu làm gì vậy chứ? Đợi đã, chết chú với cô gái khác à? Hả? Cười nào. Chúng ta thật đẹp đôi. Sao cậu ấy có thể làm vậy với mình? Mình không thể so với Stacy được. Cô ấy rất xinh đẹp. Mình thì không. Đến lúc biến đổi ngoại hình rồi. Ý là khó đến mức nào chứ? Mình cần có làn da đẹp. Cái này sẽ có ích đây. Và mình sẽ thử mặt nạ này. Trông mình buồn cười quá. Wow, da mình thật khỏe mạnh. Tiếp theo là gì đây? Ồ, biết rồi. Mình cần bộ đồ mới. Phải có gì mình mặc được chứ nhỉ? Cái này lấp lánh, nó sẽ khiến Jack chú ý. Nhưng mình thích màu này. Chắc là không. Cái này hơi lộ. Wow, cái này được nè. Dễ thương ghê. Nãy giờ cũng ổn đấy. Đây là bước cuối cùng. Trang điểm. Phải công nhận là mình trông đẹp đấy. Mình sẵn sàng rồi. Chờ chút nào. Suýt nữa thì quên. Mình không nghĩ đôi này hợp với mình. Đây. Nhìn này mới đúng chứ. Chào mọt sách, bắt lấy nè. Thôi đi. Phải tỏ ra thật tự nhiên. Wow, Grace. Wow. Chào Jack. Hả? Grace, cậu thật xinh đẹp. Đến lúc mình phải ra tay rồi. Chào Grace. Thật buồn cười vì trước đây tớ không để ý cậu. Tớ luôn để ý cậu. Sao Jack lúc nào cũng thu hút con gái thế nhỉ? Chạy đi. Tụi mình ướt như chuột lột rồi. Hình như là hết mưa rồi. Tạ ơn trời. Mưa to phết nhờ. Thôi xong, bàn cờ của tớ hỏng hết mất rồi. Không hiểu sao có thể như vậy được hả trời. Nghe này, ngồi đây nhé. Đợi tớ một lúc. Chán ghê. Được, gần như sẵn sàng rồi đấy. Phải mang đồ bảo hộ cái đã. Găng tay, đã đeo. Bắt đầu tiến hành thôi. Mình đã chọn ra khuôn này. Và giờ mình sẽ cho kim tuyến vào hỗn hợp. Ok, giờ thì đổ hỗn hợp vào các khuôn ở đây. Vừa vừa thôi nha. Tiếp tục trộn các thành phần. Thêm sắc đỏ vào cho hỗn hợp. Và dĩ nhiên là thêm kim tuyến. Ok, tốt lắm. Giờ thì đổ nó vào khuôn thứ hai ở đây. Hoàn hảo. Mình sẽ để chúng cứng lại. Và thế là xong rồi. Chuẩn. Tách ra luôn và ngay. Tuyệt vời ông mặt trời. Mình chỉ cần làm thêm nhiều nữa thôi. Bắt đầu thành hình rồi đấy. Nhưng giờ mình lại cần một hỗn hợp trong suốt. Độ đặc này ở mức ổn đấy. Vậy thì đổ vào khuôn bự luôn nào. Phải đổ lên toàn bộ hình vuông và phủ kín các ô vuông nhỏ mình vừa mới làm. Nhưng cũng đổ một lượng vừa phải thôi. Ok, góc nào cũng được phủ kín rồi. Còn một góc này. Yes, xong. Ôi trời ạ, nhìn mà xem. Đẹp dã man. Này, đừng có buồn nữa. Tớ làm bàn cờ mới cho cậu đấy. Cậu tự làm á? Cho tớ á? Wow, nhìn đẹp và dễ thương quá. Này, cậu có muốn chơi không? Xe mình cũng sắp tới rồi. Yep. Hả? Sao mà ồn thế nhở? Tránh ra coi nào. Đợi đã. Là anh sao? Chào em yêu. Anh có một câu hỏi quan trọng dành cho em.
Em có đồng ý lấy anh không? Có. Cuối cùng cũng đến ngày này, mình đã là cô dâu. Woohoo! Yay! Xin chào. May quá. Thật đặc biệt khi hai người có thể tìm được nhau và muốn sống bên nhau mãi mãi. Như hai con cá lạc giữa muôn trùng biển khơi. Bài nói này còn dài bao lâu nữa nhở? Mình sẽ ngủ ở đây mất. Tìm kiếm con cá phù hợp với chúng. Thôi nào cha, kết thúc đi chứ. Em có cái này để chúng ta phân tâm này. Anh biết anh cưới em là có lý do mà. Em luôn biết anh cần đồ ngọt. Bạn muốn có một đôi chân đầy đồ ăn không? Hãy dán kẹo dẻo lên quần tất. Bạn có thể làm bất kỳ kiểu hoa văn nào bạn thích. Đơn giản vậy thôi. Giờ hai con hãy nói đồng ý đi. Con đồng ý chứ? Giờ hôn cô dâu đi nào.